Hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn dũng cảm, một trái tim gai góc và trên hết là bỏ qua cảm xúc sợ hãi trước khi lên con tàu để đến với đảo kinh dị. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện về một gã thầy tàu với những âm mưu đớn hèn đầy đen tối đã cố gắng ám ảnh cả một ngôi làng ở miền quê Bắc Bộ nước ta. Chuyện gì sẽ xảy ra và liệu hắn có thành công với âm mưu của mình? Liệu rằng ai sẽ cứu giúp những người dân làng vô tội? Xin kính mời các bạn khán thính giả cùng đến với một câu chuyện dài tập. Chuyện mà âm mưu thầy tàu, tập 1, chương 1, đêm khởi nguồn tai ương. Người xưa thường có câu cửa miệng, cây đa giếng nước sân đình. Quả thật câu nói đó vô cùng quen thuộc với nhiều người sống tại những vùng quê Bắc Bộ. Cái này thì mình nói chung về khu vực phía Bắc, còn những vùng miền khác có hay không thì mình cũng không rõ lắm. Mong quý khán thính giả thông cảm và cho mình xin thêm kiến thức nếu như vùng miền của quý vị cũng có ạ. Trước con đường dẫn vào làng Hạ Du, đứng sừng sững một cây đa cổ thụ to đùng. Từ bao đời nay chẳng biết nó đứng ở đó từ bao nhiêu năm rồi. Người già nhất ở trong làng cũng gần 100 tuổi, cũng phải gọi cây đa ấy bằng cụ. Phía bên trong cây đa một đoạn, chính là cái giếng làng khá là rộng. Miệng giếng rất là rộng, xếp hơn 50 người lớn nối vòng tay nhau thì mới có thể quay kín được phía trên. Ấy vậy mà xuống dưới thì lại nhỏ, trông chẳng khác như một cái kim tự tháp xếp ngược. Bên cạnh đó một đoạn, còn có một ngôi miếu nhỏ, nghi ngút khói hương. Bà con làng Hạ Du cứ hễ Tết đến xuân về hay ngày rằm đều đến đây cầu khấn và thắp hương. Người dân ở đây quen miệng thường gọi là miếu thầy Nam. Mà vì sao lại có tên gọi như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu một đoạn tích xưa, một đoạn tai ương của ngôi làng Hạ Du. Giếng làng Hạ Du cũng được gọi là giếng cụ. Các cụ cao niên có người gọi là giếng tiên, vì nơi này có một truyền thuyết kể rằng trước đây nơi ấy chỉ là một khe suối tự nhiên vô cùng nhỏ, dòng suối bắt nguồn từ đỉnh núi làng, cách làng không xa. Ngày xưa có người đã từng theo dòng suối tìm đến nơi bắt nguồn nhưng bất thành, vì người đó một đi không trở lại. Sau đấy thì người làng đồn thổi rằng phía đầu nguồn của ngọn suối có thần linh canh giữ, cho nên không được ai tới gần nó. Tại vì sao mà lại có lời đồn đó? Bởi vì dòng suối tuy nhỏ nhưng mà nước chảy róc rách quanh năm và trong vô cùng, người ta chẳng bao giờ thấy nó cạn. Nó chảy xuống tới làng Hạ Du thì đổ vào một cái vũng nhỏ, người ta hay thuận miệng gọi như là vũng Châu Đầm. Sau đó nước sẽ chảy thoát ra ngoài mấy cái ruộng lạch bỏ hoang gần đấy, rồi nó đi đâu cũng không ai tìm hiểu. Và một hôm đêm tối đen như mực, người ta phát hiện nơi dòng suối có ánh sáng phát ra sáng chói. Ánh sáng ấy khiến cho những con người nghèo khó của làng Hạ Du phải quỳ xuống mà cúi lạy. Đó là cảnh tượng mà cả đời họ chỉ nhìn thấy lần đầu. Ánh sáng lúc phát ra thì có đủ thứ màu sắc, những con chó trong làng tru lên từng tiếng thề lương, sau đó cụp đuôi vào rồi chạy trốn mất tăm. Đến gần sáng thì ánh sáng tắt hẳn, nhưng mà chưa có ai dám đến đó để tìm hiểu xem là cái chuyện gì. Sáng ngày hôm sau, người làng Hạ Du túm tụm nhau đi ra ngoài con suối. Khi ra đến nơi thì mọi người ai nấy đều sửng sốt. Cái vũng gọi là Châu Đầm ngày nào ấy thì bây giờ được xếp đá gọn gàng xung quanh, trông giống như một cái chậu tắm khổng lồ. Đá được xếp hai bên vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Có nhiều người mới tò mò, bạo gan rủ nhau nhảy vào bên trong tắm thử xem thế nào. Sau đó thì đêm về, nhiều người đã mơ một giấc mơ giống nhau. Trong mơ họ nhìn thấy một người con gái từ trên trời bay xuống, sau đó tắm tại cái vũng mà bao đá đó lại. Ngày hôm sau, những người mà hôm trước nhảy vào trong vũng nước suối tắm thì đều trở nên điên điên dại dại như là chúng ta vậy. Có người lăn lộn trên đất, tay chân không ngừng cào cấu vào người, tự xé rách quần áo của mình rồi quỳ xuống đất mà lạy. Có người thì mắt trợn ngược lên, trông vào chỉ nhìn thấy lòng trắng, miệng thì cười lên điên dại, lâu lâu lại nói: tôi nhìn thấy tiên nữ tắm, tôi nhìn thấy tiên nữ tắm rồi. Người trưởng làng cao tuổi nhất cả ngày hôm đấy hết chạy từ nhà này lại sang nhà khác để bắt xem bệnh cho những người tự nhiên bị điên. Sau cùng thì có một cụ cao niên trong làng tìm đến ông ấy mà nói: có lẽ tối qua thật sự là tiên nữ giáng trần tắm vào dòng nước đấy. Thôi, anh đưa mọi người ra đó tạ lỗi, kẻo thần tiên họ trách phạt thì khổ. Người trưởng làng cũng nghe theo lời cụ cao niên. Ông nghĩ rằng ngày mai họp mọi người lại, rồi cả làng cùng làm một mâm cỗ để tạ lỗi với người ta. Đêm ấy, sau khi cả làng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ say, chợt một bóng người đang lững thững đi giữa đường, nhìn như một bóng ma vậy. Nhìn kỹ thì đấy là một người thanh niên. Cậu ta tên là Tuất,
con lão đồng, mổ thịt lợn ở giữa làng. Lúc này hai mắt Tuất nhắm tịt lại, chân vẫn cứ bước đi đều đều. Và có một điều là chính ánh mắt của Tuất vẫn cứ nhắm nghiền. Miệng thì nở ra một nụ cười quỷ dị vô cùng. Cứ thế bóng của cậu ta khuất dần vào màn đêm đen đặc. Một lúc sau, Tuất có mặt tại con suối. Cậu ta đứng bên cạnh cái vòng tròn đá một lúc thật lâu. Lúc này thì một làn sương mù từ bên cạnh tràn đến, che khuất lên thân hình của Tuất vào bên trong. Lúc ấy có tiếng cười khúc khích của con gái vang vọng từ bên trong sương mù ra, lúc trầm lúc bổng, giống như là từ chín cõi u minh vọng về. Thời gian dần dần trôi qua, tiếng gà đầu tiên cất tiếng gáy, báo hiệu trời sáng đã điểm. Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, con người đã dậy ra khỏi nhà đi quanh làng. Rồi bất chợt một tiếng hét thất thanh từ xa vọng đến, không gian yên tĩnh buổi sáng bị phá vỡ hoàn toàn. Có người chết bà con ơi, bà con ơi ra đây xem, có người chết rồi. Con người nghe thấy liền chạy ra đầu tiên, con người thì từ trong nhà cũng lao ra rồi chạy về hướng có tiếng hét. Khi mọi người đến thì thấy bác gái tên Lệ đang ngồi bệt trên đất, miệng vẫn không ngừng kêu lớn, có người chết. Bác trưởng làng cũng chạy từ đằng xa đến, thở mãi mới ra hơi. Ông ấy hì hục hỏi bác Lệ. Đâu, người chết đâu, cái con mụ to mồm này. Mới sáng sớm với ai mà hét banh cái làng vậy à? Làm bên cạnh họ cũng nghe thấy đấy. Nãy giờ mọi người mải chú ý đến bác Lệ, cho nên không ai chú ý đến nơi mà họ chạy đến. Đến khi mà nghe bác trưởng làng hỏi, thì bác gái chỉ tay vào chỗ khu vực khoanh đá hình tròn của dòng suối. Miệng thì lắp bắp. Bên trong có người chết. Cô người chết kinh khủng lắm. Bác trưởng làng nghe thấy vậy, đánh liều đi đến bên mép thành đá nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Bên trong có một xác người đang nằm dưới dòng nước, khuôn mặt úp xuống dưới, dập dìu theo từng con nước từ dòng suối đổ vào. Và cái điều kinh dị hơn chính là khắp người của thi thể bò lồm ngồm rất nhiều đỉa và cả rắn độc nữa. Sau khi nhìn thấy, bác trưởng làng sợ hãi quá mà ngã ngửa ra phía sau, bò thụt lùi lại một đoạn. Lúc này người dân trong làng cũng đã tập trung ra rất là đông. Họ vây kín quanh mép thành đá. Con người yếu bóng vía sợ quá, người bệt xuống mà nôn ọe tại chỗ. Mấy cụ cao niên trong làng đi đến bên bác trưởng, kéo ông ấy ra xa rồi mới nói. Anh xem thế nào, chứ chúng tôi thấy điểm báo chẳng lành rồi đấy. Chắc chắn là con suối này có tiên tắm rồi. Chúng ta phạm lỗi với bề trên. Anh đi mua đồ về tạ lỗi với họ đi. Đi nhanh, kẻo không có kịp bây giờ. Bác trưởng làng nghe xong cũng gật đầu lia lịa, mồm liên tục đáp. Vâng, các cụ đợi tôi một lát, tôi về nhờ mấy người đi mua đồ luôn. Thế còn cái xác kia sao các cụ? Chúng ta nên vớt lên xem là ai, để mà chôn cất đã các cụ ạ. Mấy cụ cao niên gật gật đầu nói tiếp. Tốt nhất là cứ vớt người ta lên đã rồi tính. Đã được sự cho phép của các cụ cao niên, cho nên bác trưởng làng nói to. Này, mấy cái mộ kia tránh ra. Mấy ông thanh niên trai tráng kéo cái xác lên xem là ai. Nhanh vớt người ta lên trước kia đã, cẩn thận rắn cắn cho đấy. Nghe lời bác trưởng, mấy bà thím đang xì sầm gần con suối liền tản ra. Mấy người thanh niên có người sợ quá cũng đi lùi lại phía xa xa. Chỉ có mấy người gan dạ là còn đứng lại. Thấy thế bác trưởng làng mới nói. Còn mấy cái đứa kia, kiếm cái chiếu với mấy cái xào tre lại gạt rắn ra. Đưa cái xác lên nhanh nào. Chúng ta còn phải làm lễ tạ tội với các vị bề trên. Mấy người thanh niên nhanh tay, nhanh chân chạy đi. Một lúc sau quay lại với một vài khúc tre khô và cả một chiếc chiếu cũ. Họ trải ra đất, sau đó đứng xung quanh cái xác, dùng gậy tre gạt hết rắn trên người cái xác ra. Sau khi mấy con rắn được gạt ra, thì họ hò nhau túm lấy quần áo trên người cái xác, kéo thật mạnh. Cái điều kinh tởm hơn là khi cái xác vừa được nhấc lên khỏi dòng suối, đó chính là vùng bụng của cái xác đó. Khi mà vừa được đặt ngửa lên thì người ta phải khiếp hồn kinh đởm. Khuôn mặt chi chít là đỉa bầu kín lấy, không nhận ra được đó là ai. Con người định đi đến gạt đám đỉa ra thì chợt nhìn thấy vùng bụng của cái xác bắt đầu lúc nhúc. Chẳng biết là có thứ gì đó như muốn phá bụng chui ra. Con người mới dùng cây tre gạt lớp áo trên bụng cái xác lên. Cái bụng vẫn cứ lúc nhúc như sắp vỡ ra vậy. Rồi bất chợt lão đồng mở miệng lớn mà hét toáng. Ôi con tôi, ôi Tuất ơi, sao mày ra nông nỗi này ạ con? Vừa hét vừa khóc, lão đồng nằm xuống ôm lấy cái xác lầy lấy lầy để. Lúc này vụ vợ lão là bà Hợi cũng chạy đến. Người làng chẳng hiểu vì sao, lão đồng lại ôm lấy cái xác mà nhận là thằng Tuất,
con mình. Mụ vợ chạy đến chẳng thấy gớm ghiếc gì, dùng tay không gạt cái mớ đỉa đang bò lồm ngồm từ trong thất khiếu của cái xác chui ra. Khi mà đám đỉa gạt ra thì khuôn mặt sưng vù và lỗ chỗ giấu đỉa hút lộ ra. Nhưng mà không khó để nhận ra đấy chính là thằng Tuất. Lúc này mụ Hợi cũng hét toáng lên rồi nằm xuống ôm lấy đầu cái xác đưa vào lòng, miệng không ngừng gào thét. Ôi Tuất ơi, con ơi là con, sao ra nông nỗi này ạ? Tuất ơi, ôi con ơi, ông trời ơi, không có mắt sao? Sao cướp mất con tôi? Lúc này đám thanh niên trong làng có người nhận ra chỗ cạnh gần rốn cái xác có một vết sẹo dài. Ai hay chơi với thằng Tuất đều biết trước đây nó nghịch dao cứa vào bụng một vệt dài, cho nên bây giờ cái sẹo nó vẫn còn nguyên đó. Hóa ra lão Đông nhận ra con chính là vì cái vết sẹo này. Hai vợ chồng lão cứ nằm trên đất ôm lấy cái xác lạnh ngắt của đứa con mà gào khóc. Lúc bấy giờ phần bụng thằng Tuất đột ngột phình to ra, mấy người đứng gần sợ quá vội kéo vợ chồng lão Đông lùi ra xa một chút. Hai người vẫn đang gào khóc thảm thiết, người ta chỉ nghe thấy một cái tiếng nổ bụp. Cái bụng thằng Tuất vỡ ra một lỗ to như cái bát ô tô, máu từ bên trong bắn ra bên ngoài nhuộm đỏ cả khoảng đất xung quanh. Từ bên trong ổ bụng thằng Tuất bắt đầu có những chiếc đầu đen thui thấm đẫm máu mà thò ra. Khi mọi người nhìn rõ thứ đó là gì cũng khiến cho họ phải buồn nôn vô cùng. Đó là những con rắn nhỏ lúc nhúc, chúng bắt đầu thi nhau bò ra khỏi ổ bụng, trên thân đang còn dính máu cộng với màu đen vô cùng gớm ghiếc. Mấy bác gái gần đấy thì ôm bụng nôn ọe hết tất cả những gì có trong bụng ra. Thậm chí là thanh niên, mấy người trung niên thì cũng không chịu được cảnh gớm ghiếc. Mụ Hợi xỉu ngay tại chỗ, lão Đồng quỵu gối xuống đất mà vái lại cái xác của đứa con mình. Ôi con ơi, sao con ra nông nỗi này hả con? Trời ơi, ai cho tôi biết tại sao con tôi lại ra nông nỗi này không hả trời? Cái xác thằng Tuất nằm ở trên chiếu, máu từ trên người nó tràn theo bầy rắn mà ra ngoài. Cảnh tượng đó chẳng khác nào bị mổ bụng. Đám rắn sau khi trườn ra ngoài thì chúng chẳng chịu chạy đi, bò lồm ngồm ngay quanh cái xác. Lưỡi lâu lâu lại thè ra liếm lấy đám máu còn vung vãi dưới nền và trên cả cái xác nữa. Lúc này lão Đông không chịu đựng được nữa, chẳng biết lão chạy biến đi đâu một lúc và rồi mới quay trở lại, trên tay cầm theo một con dao mổ lợn. Chồng lão lúc này chẳng khác nào một người lên cơn điên, tay cầm dao lao đến, miệng thì không ngừng mà nói: "Tao chém chết chúng mày, chém chết mẹ chúng mày giết con tao!" Lão vùng những nhát dao bầu vào đám rắn đang bò lồm ngồm trên thân xác thằng Tuất. Những con nào xấu số liền bị dao cắt thành hai, chúng vẫn cố gắng vùng vẫy mà trườn đi. Lão thấy vậy thì chém luôn đầu của chúng, có con thì lại chui ngược vào trong ổ bụng để trốn. Lúc này có mấy người mới chạy đến ôm chặt lấy lão Đông mà khuyên nhủ: "Bình tĩnh, bình tĩnh lại các ông này. Thân xác con ông đang nằm lạnh lẽo trên đất đây này. Nhanh nhanh đưa cháu nó về làm hậu sự đi đã." Con dao trên tay lão rơi cái kèo xuống đất. Lão nắm lấy vai người đàn ông đang khuyên nhủ mà rơm rớm nước mắt: "Con tôi nó chết rồi, con tôi nó chết rồi ông ơi." Lúc này bác trưởng làng phân phó mấy người đi mua đồ cúng, sau đó mới cho người đến quấn chiếu vào cái xác thằng Tuất và đưa nó trở về nhà. Đám đông cũng bắt đầu giải tán. Trước khi mọi người rời đi, bác trưởng làng mới nói to: "Từ bây giờ mọi người trong làng, bất kể là ban ngày hay ban đêm, thì không được đi ra con suối này nữa. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì tự mình chịu lấy trách nhiệm." Đám tang thằng Tuất diễn ra nhanh chóng vì sợ là cái xác bốc mùi. Tiếng kèn trống inh ỏi kèm theo tiếng khóc ai oán từ trong căn nhà vọng ra. Họ hàng làng xóm đến chia buồn vô cùng đông. Ai cũng tiếc thương cho thằng con trai duy nhất của lão Đồng. Vợ con chưa có, ấy vậy mà đã chết đột ngột thế này. Khi mà mọi người đang nói chuyện rôm rả, xì xào với cái chết đột ngột của thằng Tuất, thì từ bên ngoài cổng có một người già chống gậy đi vào. Trên người ông ta mặc bộ quần áo kiểu như người Tàu. Mọi người nhìn thấy thì vô cùng tò mò, vì đây là lần đầu tiên họ gặp ông ta. Bước vào trong sân, ông ta gỡ cái nón xuống rồi nói cái giọng ngọng lơ lớ của người Hoa: "Chào bà con, tôi họ Diệp, người ta thường gọi tôi là cái thầy Diệp. Tôi làm nghề phong thủy trừ tà bát mà. Mấy ngày trước thì có xem chỉ tay đó, biết được nơi này có hiện tượng lạ, cho nên lần mò đường xa đi đến đây. Hôm nay vừa đến, nhìn thấy nhà ta có đám, nên mạn phép nói đôi điều có được không nè?"
Lúc này một người bác có vài vế trong gia đình lão Tất đi ra. Vâng, chào thầy. Gia đình chúng tôi đang có tang sự, nếu có gì không phải mong thầy bỏ qua cho. Chẳng hay thầy có cái điều gì muốn nói ạ? Chương 2, âm mưu. Ánh mắt của ông thầy Diệp nhìn xa xăm về hướng của ngọn suối, sau đó nhìn quanh khắp làng Hạ Du, rồi mới quay qua mọi người mà thở dài. Tôi thì có học được chút thuật, nên đã tính được làng của chúng ta sẽ gặp họa chết người đó. Nhưng cái họa này nếu nói mọi người biết làm đúng, thì nó sẽ đem lại cho mọi người rất nhiều cái tốt. Ông ta đang thao thao bất tuyệt thì có một bác gái mới cắt ngang. Gớm lắm trò nữa. Ông bảo điều tốt là điều gì? Chết người như thế kia thì tốt lành cái lỗi gì nữa? Ông Diệp cũng không vội nói, nhấp một ngụm nước chè đặc vừa được một bác gái đưa đến, mặt lim dim một lúc rồi mới trả lời. Có phải trong làng chúng ta vừa rồi có nhiều người mơ thấy có một người con gái từ trên trời bay xuống tắm ở con suối ngày kia đúng không? Rồi cái con suối đấy từ trước đến nay chẳng có ai ngó ngàng, thì dạo gần đây tự nhiên ai đó quấy đá lại có phải không? Mọi người nghe ông thầy Diệp đó kể vanh vách những chuyện dạo gần đây trong làng xảy ra thì có người đã bắt đầu tin, có người lên tiếng. Thế thì thầy có cách nào giải quyết chuyện này cho làng chúng tôi không? Thằng Tuất nó chết bất đắc kỳ tử như thế này thì thầy giải thích ra làm sao? Ông thầy đáp. Có gì mà phải phân tích chứ? Chẳng phải có mấy người cố ý quấy nhiễu nơi tắm rửa của tiên cô đó hay sao? Thằng Tuất nó làm gì thì chỉ nó biết, còn những người trước đây mạo phạm nơi tắm của tiên cô nữa. Nếu mà không nghe lời của tôi đó thì còn có án mạng xảy ra kìa. Ông ấy nói xong rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng với dáng vẻ phật ý. Lúc này bác trưởng làng mới chạy vội ra nắm lấy tay áo ông thầy, nói khẽ. Kìa thầy ơi, chúng tôi là người trần mắt thịt, không hiểu lễ nghi quy tắc. Có gì chúng tôi nói sai, mong thầy giơ cao đánh khẽ mà bày cho chúng tôi một con đường sáng. Mong thầy giúp cho làng chúng tôi với ạ. Ông Diệp nghe bác trưởng làng nói như vậy thì mỉm cười một cách đầy ẩn ý mà không ai nhìn thấy. Một lúc sau mọi người tập trung xung quanh ông ta khá là đông. Lúc này từ trong nhà nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng của bát đĩa. Lão Đồng chạy từ trong ra, khuôn mặt đỏ hầm hầm, trên tay đang cầm một con dao lưỡi dài, múa may loạn xạ, miệng không ngừng chửi rủa. Tao giết hết lũ chúng mày, chúng mày giết con tao, tao giết hết chúng mày. Những người đến chia buồn vô cùng hoảng sợ, chạy tán loạn ra ngoài sân. Bên trong bà Hợi thì đã ngất, được người ta dẫn vào phòng trong nằm. Lúc này có mấy người thanh niên nhanh tay nhanh chân chạy đến phía sau ôm chầm lấy lão Đông. Họ giật được con dao trên tay lão rồi vật lão nằm xuống đất, miệng thì vẫn đang không ngừng chửi rủa. Lũ mà mãnh tụi bây dám giết con tao, tao giết hết chúng mày, tao chém mổ mẹ chúng mày. Bác trưởng làng mới đi đến an ủi mấy câu, sau đó quay qua ông Diệp và thưa chuyện. Thưa thầy, chuyện này mong thầy giúp cho chúng tôi với ạ. Ông thầy Diệp đáp. Được, muốn yên ổn thì phải làm lễ tạ tội và xây một cái ngôi miếu thờ gần đấy cho các vị ấy có nơi trú ẩn, thường xuyên cúng kiếng đồ mặn cho các vị ấy kìa. Nghe thấy là phải cúng đồ ăn mặn, trong lòng ông trưởng làng cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi lại. Ông ấy mới hỏi tiếp ông thầy. Vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu được ạ? Ông ta đáp. Ngay bây giờ luôn. Nhưng mà trước tiên là phải xử lý cái chuyện gia đình này đã. Cậu ta đang bị các vị ấy giam hồn giữ phách, tôi phải làm lễ rước hồn cậu ta về đã. Nói rồi ông ta liệt kê một số thứ đồ cần thiết để cúng. Bác trưởng làng gọi mấy người anh em bên nhà lão Đông lại rồi nói họ đi mua. Trước khi đi ông ấy còn dặn. Đây là liên quan đến linh hồn người đã khuất. Thằng Tuất nó mất thì cũng mất rồi, nhưng mà cũng nên để cho nó mồ yên mả đẹp, hồn quy địa thổ. Mấy người nhanh chóng đi mua đồ, đám ma vẫn được tiếp tục. Lão Đồng sau khi bị mọi người giật mất con dao thì bắt ngồi ở ngay cái bàn gần trước cửa. Ánh mắt lão ấy vẫn hiện rõ vẻ tức giận vô cùng, răng nghiến trèo trèo. Phải có hai người thanh niên khỏe mạnh ngồi giữ hai bên vai, khỏi cho lão làm chuyện sằng chuyện bậy. Trời dần về chiều muộn, lúc này mấy người đi mua đồ đã chạy về đến nơi. Ông Diệp lấy ra 7 chiếc đinh bằng sắt, rỉ sét, đặt lên một cái bàn cúng trước cửa nhà lão Đồng. Chiếc quan tài chứa xác thằng Tuất cũng được đặt phía trước đấy một đoạn, bên trên đặt 7 cây đèn cầy. Nhưng mà đèn cầy này cũng được ông thầy Diệp lấy ra từ bên trong chiếc túi đeo bên hông.
Mọi người khá là tò mò khi nhìn thấy cảnh này, cho nên vây quanh xem rất là đông. Bà Hợi lúc này đã tỉnh, cả người như kẻ mất hồn, ngồi ngay cái chiếu sát cạnh bà làm lễ. Lão Đồng thì cũng thẫn thờ ngồi ngay bên cạnh. Lúc này hai má lão vẫn còn lăn hai hàng nước mắt, ai cũng cảm thương cho số phận của hai vợ chồng này. Cả đời có mỗi một mụn con nối dõi, bây giờ nó lại chết đột ngột như thế. Khi trời tối hẳn, tiếng chuông trên tay ông thầy chợt vang lên những tiếng leng keng. Trời đang còn hửng chút ánh sáng của ánh trăng thì chợt mới tối đen như mực. Những áng mây đen kịt che khuất cả bầu trời, gió nổi lên, đu đưa những bụi tre già xung quanh làng, tạo ra những tiếng kêu cọt kẹt đến rợn cả người. Ánh sáng từ trong căn nhà lão Đồng cũng không thể nào xua tan được bóng đêm ngoài kia. Nhiều người hiếu kỳ cảm thấy sợ quá nên mới tản ra hết. Chỉ còn lại lác đác vài người vừa hàng xóm, vừa anh em thân quen ở lại xem làm lễ. Ông thầy ném lên không trung 7 lá bùa màu đỏ, tay không ngừng lắc chuông. Ánh lửa chợt bùng lên từ 7 lá bùa đó. Những người đứng xem thì phải há hốc miệng vì chuyện này. Đợi đến khi những lá bùa cháy thành than rơi xuống thì nằm đúng 7 vị trí vô cùng chuẩn xác. 4 lá rơi vào 4 góc quan tài và 3 lá còn lại rơi theo hàng ngang trên nắp quan tài. Sau khi những lá bùa đã rơi đúng vào vị trí cần thiết thì ông thầy Diệp lấy ra một cây búa nhỏ từ trong túi, cầm theo 7 chiếc đinh rỉ sét ở trên bàn đến bên cạnh quan tài, miệng lẩm bẩm những từ ngữ mà chẳng có ai hiểu rõ. Sau một lúc vừa đi vừa niệm chú vòng quanh quan tài thì ông ấy dừng lại, rút ra một chiếc đinh đóng mạnh vào góc cuối của quan. Chiếc đinh bị tác động một lúc khá mạnh nên đã ngập sâu vào nắp ván quan. Cùng lúc đó, chợt có một tiếng hét từ trong quan tài vang ra, khiến cho những người chứng kiến đều giật thót cả mình. Bà Hợi đang ngồi bệt dưới đất, chợt bật dậy chạy đến bên quan tài mà hét lớn. Thả con tôi ra, con tôi nó còn sống, thả con tôi ra đi mà, con tôi nó chưa chết đâu. Ông thầy mới quát lớn. Mấy người nhanh kéo chị nhà ra, nếu mà chị ta quấy rối tôi như vậy, thì mọi chuyện thành công cốc hết bây giờ. Họ hàng mới nhanh chóng kéo bà Hợi ra khỏi quan tài. Ông thầy lại tiếp tục đóng chiếc đinh thứ hai lên nắp quan. Lần này lại có tiếng hét từ bên trong vọng ra, nhưng mà nhỏ hơn lần đầu. Cứ thế lần lượt 7 chiếc đinh được đóng xuống theo từng vị trí mà ông thầy sắp đặt. Sau khi xong việc, ông ấy lại lấy ra một lá bùa màu đỏ tươi như máu, rồi dán lên ngay vị trí đầu quan. Xong xuôi mới quay ra nói với người nhà lão Đồng. Cái việc cúng kiếng đã xong rồi, bây giờ chọn giờ lành đưa nó đi chôn đi. Vì nó chết phạm vào đại kỵ, cho nên không thể đi chôn vào ban ngày. Qua nửa đêm nay, lập tức đưa cậu nhà đi chôn luôn, thì linh hồn cậu ta mới an ổn. Khi vừa qua nửa đêm, trước cổng nhà lão Đồng đã đứng một đoàn người đưa tang. Những người thanh niên được mượn tới khiêng quan tài đều được ông thầy Diệp chọn tuổi, tránh để xung khắc với tuổi của thằng Tuất. Khi mà tiếng chuông nhân tay ông thầy được cất lên thì quan tài được 8 người khiêng ra khỏi cổng. Tiếng chuông vang lên ma mị trong màn đêm đen, những con chó quanh đó nghe tiếng chân người lao ra sủa. Nhưng mà khi nghe thấy tiếng chuông đó thì cụp đuôi chạy một mạch vào trong sân nhà, chứ không dám sủa nữa. Cứ thế đoàn người lặng lẽ đi ra bãi tha ma của làng. Những tiếng chim lợn và tiếng cú đi kiếm ăn chợt ré lên trong đêm vì thấy người. Chiếc huyệt được đào sẵn từ khi chiều, ông thầy đi đến bên miệng huyệt, ném xuống dưới một nắm bùa mà nói. Được rồi, chúng ta đợi thêm một lúc nữa đi, sắp đến giờ đẹp thì hạ huyệt ngay. Mọi người chờ đâu đó tầm 10 phút thì ông thầy mới hô là hạ huyệt. 8 người vất vả mãi mới đưa được quan tài xuống dưới. Hai vợ chồng lão Đồng ôm nhau khóc vật vã bên trên. Từng nắm đất được ném xuống coi như tiễn đưa thằng Tuất đoạn đường cuối cùng. Những người hàng xóm cũng về gần hết, chỉ còn lại vài người ở lại phụ thầy Diệp cúng thêm một lần nữa. Tới gần sáng, mọi người cũng lục đục ra về. Giữa buổi sáng ngày hôm đấy, bác trưởng làng mời thầy Diệp đến nhà mình nói chuyện. Vừa vào câu chuyện, ông ấy đã hỏi. Thưa thầy, tình hình cúng các vị bề trên như thế nào đây thưa thầy? Làng chúng tôi đã chuẩn bị lễ hết rồi ạ. Thầy Diệp nhấp chén nước chè rồi mới đáp. Nay 14 rồi, mai 15 ngày đẹp đó, chúng ta bắt đầu. Đêm hôm đó, một bóng người len lỏi trong đêm đen đi đến bên cạnh con suối cuối làng. Không ai khác chính là ông thầy Diệp. Lúc này trên mặt ông ta không còn cái vẻ đạo mạo cao quý, mà thay vào đó là ánh mắt tham lam, độc ác vô cùng. Đến bên cạnh con suối, ông ta đi vòng quanh mấy vòng, ánh mắt láo liên tìm tòi. Một lúc sau thì mới dừng lại, miệng không ngừng nói thầm.
Đúng là đi mòn gót giày mới tìm được mày. Mày chạy không thoát khỏi tay tao. Nói rồi ông ta đi vòng qua con suối, rồi lầm lũi tiến vào trong màn đêm. Cứ thế đi một vòng quanh làng Hạ Du. Sáng ngày hôm sau, thầy Diệp ngồi trước mặt bác trưởng làng với mặt khuôn mặt phúc hậu của một vị cao nhân, chẳng giống như khi tối. Ông ta nói: Tôi thấy là cái cổng làng ta không hợp phong thủy đó, phạm vào mấy điều đại hung à. Cho nên tôi có một đề nghị như thế này này. Nếu bác và dân làng không chịu thì thôi. Bác trưởng làng vội tiếp lời: Ê chết, sao thầy nói thế ạ? À? Thầy giúp chúng tôi là chúng tôi vinh hạnh lắm rồi. Có cái chuyện gì thì xin thầy cứ nói ạ. Ông Diệp nghe thấy bác trưởng làng nói như vậy, liền vút vút cằm mình. Tôi khuyên bác là chuyển cổng làng về phía bên cạnh con suối một đoạn. Chỗ đó thì xây một cái miếu thờ cho tiện hương khói. Anh xem thấy thế nào? Nếu được thì tôi giúp luôn một thể nha. Không cần suy nghĩ nhiều, bác trưởng làng đáp lời ngay: Được ạ, chăm sự nhờ thầy. Đêm đó thì chẳng biết vì sao mây đen che kín, lâu lâu lại nổi lên từng tiếng sét đinh tai nhức óc. Trong làng Hạ Du, nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, lâu lâu chỉ còn vài tiếng chó sủa đêm lác đác ngoài con đường đất. Rồi trời đổ cơn mưa ào thật nặng hạt. Từ trong nhà của bác trưởng làng, một bóng người đội mưa lẩn vào trong màn đêm rồi mất hút. Một lúc sau, người đó lại xuất hiện trên con đường lầy lội bị bõm nước mưa. Con đường này không đâu khác, chính là con đường dẫn ra ngoài bãi tha ma của làng. Tiếng mưa rơi làm át đi tiếng chân người đang đi. Ánh chớp trên trời lâu lâu lóe lên, hiện ra khuôn mặt vô cùng lãnh khốc của ông thầy Diệp. Trên vai hắn ta còn vác theo một cái xẻng nhỏ, lâu lâu thì lại ngã rúi xuống cái dưới cái mừng nước nhỏ bên cạnh vì đường quá trơn. Lần này ông ta bị trượt chân vào cái ổ gà sâu ngập nước, không kịp định thần cho nên đầu cắm thẳng xuống dưới bùn. Lúc ngồi lên được thì cả người lão lấm lem bùn đất, miệng chửi tục: Mẹ kiếp, nếu mà không vì mạng sống thì ông đây cũng không thèm lặn lội cực thân như thế này. Cố gắng bò ra khỏi vũng nước và bùn đen ngòm, miệng không ngừng nhổ phi phi ra cả đất và cát khi nãy đang ngậm trong miệng. Hai cái cây cột cổng bãi tha ma xuất hiện ngay trước mắt ông ta. Chẳng thèm nhìn ngó xung quanh, hắn ta bước thẳng vào bên trong và đi đến ngôi mộ thằng Tuất vừa mới chôn hôm trước, cắm cây xẻng xuống đất mà lẩm bẩm: Cuối cùng ngày này cũng đến. Cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Một tiếng sét rền vang cắt ngang giọng cười của hắn. Lúc này nhờ ánh sáng của tia chớp mà khuôn mặt thầy Diệp hiện ra vô cùng kinh khủng, phải gọi là vô cùng kinh dị thì đúng hơn. Trên mặt hắn có vô số mụn nhọt màu đen, trông chẳng khác nào những con giòi đang bò lúc nhúc. Hình như hắn ta cũng cảm nhận được biến hóa của khuôn mặt nên đưa tay lên vuốt vuốt, sau đó thì giật mình thụt tay lại, miệng lẩm bẩm thất thành: Không thể nào, không thể nào, tại sao nhanh như vậy, không được, không được rồi. Nói rồi hắn như một người lên cơn điên, cầm lấy chiếc xẻng đào lấy đào để ngôi mộ mới đắp. Nhờ có trời mưa nên đất mềm đào càng dễ dàng, chẳng mấy chốc mà quan tài đã hiện ra ngay trước mắt. Có điều là nước mưa tràn xuống nên cũng nhanh chóng làm ngập hố huyệt. Thầy Diệp nhanh chóng đào sâu xuống phía dưới cho cạn bớt nước mưa, sau đó móc ở phía sau chiếc túi bên hông ra một chiếc xà beng nhỏ, bắt đầu cậy nắp quạt, miệng không ngừng lẩm bẩm: Cảm ơn nhà người, nếu mà không có nhà người thì ta không biết khi nào mới thành công. Nắp quan tài nhanh chóng được mở ra, cứ nghĩ là mùi xú uế sẽ bốc ra, nhưng mà chẳng có một chút mùi hôi thối nào. Cái xác của thằng Tuất vẫn trắng bợt như lúc vừa chết. Thầy Diệp vội lấy ra một chiếc túi nhỏ trùm lấy cái đầu thằng Tuất, sau đó dùng một con dao chặt thật mạnh ngay vào cổ. Chỉ nghe thấy cái tiếng sụt, chiếc đầu đã nằm gọn bên trong bao. Chưa dừng lại, hắn ta rạch mạnh vào trong lồng ngực cây xác, rồi móc ra trái tim thâm xì, vẫn còn rỉ ra những thứ chất lỏng thâm đen. Chương 3: Tai họa ngập tràn. Sau khi đã lấy được trái tim và đầu của thằng Tuất, hắn nhanh chóng đóng lại nắp quan tài, mặc cho nước mưa đang dần tràn vào. Trước khi nhảy lên khỏi huyệt mộ, hắn cũng không quên rút đi 7 cây đinh rỉ mà trước đấy đã đóng vào. Một tia chớp nữa lại lóe lên, khiến cho mọi thứ xung quanh sáng tỏ. Thầy Diệp đang dùng xẻng lấp lại ngôi mộ, sau đó dùng xẻng đập đập mấy cái cho đất dính lại với nhau. Nhờ có cơn mưa này, chắc chẳng ai có thể phát hiện ra ngôi mộ đã bị đào. Xong xuôi công việc, hắn cầm cây bao,
rồi lầm lũi đi ra khỏi nghĩa trang, trên miệng còn nở một nụ cười tà ác. Những nốt đen trên mặt hắn vẫn lúc nhúc như là có hàng trăm con giòi muốn chui ra. Lúc này cảm thấy cả người đau nhức khó chịu. Khi đã sắp đến giới hạn chịu đựng của cơ thể thì lão ta mới lấy một viên thuốc màu đen thui bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được những vết đen trên mặt hắn đang dần dần biến mất. Sau khi về đến làng thì hắn không quay về nhà bác trưởng mà đi vòng đến trước cổng. Sau một hồi tính toán, hắn đi đến chính giữa con đường dẫn vào làng, đưa chân ra đo số bước chân. Khi hắn dừng lại ở bước thứ 13, mới dùng sẻng đào ra một cái hố thật sâu, sau đó thả một ít lá bùa xuống dưới. Sau cùng là lấy chiếc đầu bê bết hôi hám của thằng Tuất ra. Chẳng quan tâm đến sự kinh tởm, hắn đưa hai ngón tay cái của mình đặt cạnh hai con mắt, rồi dùng sức ấn mạnh tay vào. Mất một lúc lâu hắn mới móc ra hai con mắt. Từ trong đó chất lỏng màu đen cũng nhỏ giọt theo tay hắn mà rơi xuống đất. Sau khi có hai con mắt, hắn lấy ra hai miếng vải màu đỏ, sau đó quấn hai con mắt ấy lại. Sau khi xong xuôi thì hắn mới nhét ngược hai con mắt về vị trí cũ, đồng thời là dùng một tấm vải màu đỏ khác bịt một vòng quanh mắt nữa. Kết thúc, hắn đặt chiếc đầu lâu xuống dưới cái hố vừa đào, khuôn mặt thì quay vào phía trong làng. Sau khi chôn cái đầu xong, hắn ta mới lầm lũi tiến vào trong màn đêm. Một lúc sau đã đến bên cạnh con suối làng. Hắn đi vòng về phía sau con suối, sau đó lại tính toán rồi bắt đầu bước đi. Khi mà tới bước thứ 7 thì mới dừng lại. Lần này hắn cũng đào một cái lỗ thật sâu, lấy ra quả tim đen ngòm đặt trên một tấm vải đỏ trải trên đất. Thò tay vào trong túi phía sau, thầy Diệp lại lấy ra một cây gỗ đã vót nhọn đầu. Một đầu thì có dán lá bùa màu đỏ, cột bằng chì đỏ luôn. Dùng sức đâm cây gọc gỗ, xuyên từ bên này qua bên kia quả tim. Vừa lúc đó gió chợt nổi lên, từng tiếng gào rú vang vọng khắp nơi, giống như là có một đoàn âm binh đang diễu hành. Thầy Diệp mỉm cười, một nụ cười ma quái vô cùng. Dùng miếng vải bọc lại quả tim, hắn đặt nó xuống dưới cái hố vừa đào, rồi lấp đất lại. Sau cùng thì men theo màn đêm, quay lại nhà bác trưởng làng. Vào sáng sớm của hai ngày sau, người dân làng Hạ Du tập trung ngay đầu làng. Trên tay họ nào là cuốc, thuồng, cao sàng đầy đủ các thể loại. Trước cổng làng đặt một mâm cúng thật to. Đứng trước mặt thì là ông thầy Diệp. Ông ấy mặc bộ áo dài, kiểu áo dài của người Tàu xưa. Trên tay cầm một cây kiếm được đẽo bằng cây gỗ đào. Cách đấy một hôm, một bên tay kia thì cầm chiếc chuông đồng, chân vừa nhảy tay thì khua khoáng loạn xạ kiếm và chuông. Múa xong được một lúc, nhìn vào bát hương đang cháy trên bàn. Khi mà cây hương cháy đến giữa đoạn thì thầy Diệp mới lên tiếng: "Bây giờ bác trưởng làng lên đây thắp 7 cây hương, miệng khấn theo tôi là xong thủ tục cúng kiếng đó. Sau đó chúng ta động thổ chắn đường." Bác trưởng làng đi đến bên cạnh ông thầy. Ông ta đưa 7 cây hương cho bác ấy, rồi miệng thì bắt đầu đọc: "Trên có các vị tiên già, dưới có các vị khuất mày khuất mặt. Hôm nay làng Hạ Du xin phép các vị được chuyển cổng làng quay qua hướng khác. Cầu mong các vị tiên gia, các vị khuất mặt phù hộ cho làng chúng tôi." Bác trưởng làng đọc theo ông thầy không sót chữ nào. Sau đó ông ấy trao 7 cây hương lại cho thầy Diệp. Chỉ thấy là ông ta đi lên trước cái bàn cúng, trần cũng đếm số bước. Khi đến đúng cái nơi cái hố mà đêm đó hắn chôn đầu thằng Tuất thì dừng lại, cắm 7 que hương lên. Đột nhiên chúng bùng cháy dữ dội, hắn chẳng quan tâm quay ra phía sau nói tỏ: "Thủ tục đã hoàn tất, mọi người bắt đầu động thổ đi, đào từ ngay chỗ tôi đánh dấu đây nè." Nói rồi hắn dùng một cây gậy tre vẽ một đường cong từ bên cạnh 7 cây hương vòng qua bên phía bờ ruộng đối diện. Người đầu tiên đặt nhát cuốc chính là bác trưởng làng. Sau đó mọi người ồ ạt cuốc theo hình cong mà thầy Diệp đã vẽ. Nhìn chung thì giống như một con mương nhỏ chạy vắt qua con đường vào làng trước đây vậy. Nhưng mà chỉ tới chỗ cắm cây hương là dừng lại. Sau đó thầy Diệp lại vẽ liên tiếp mấy đường nữa, và trung tâm thì vẫn là 7 cây hương đang khói nghi ngút kìa. Tới khi mán bảo mọi người dừng lại thì nhìn vào vừa đủ 7 cái rãnh nhỏ. Chúng hội tụ chung vào một điểm, đó chính là chỗ cắm hương. Sau khi đào rãnh xong thì người dân mới đưa lên 2 cây gỗ lớn. 2 cây này được làm từ thân cây hòe lâu năm mà người dân phải lặn lội lên tận khu rừng phía sau làng tìm mất cả ngày trời. Cả hai được vót nhọn, sau đó theo chỉ dẫn của thầy Diệp thì đóng xuống hai bên vệ đường của con đường cũ dẫn vào làng. Sau đó ông thầy mới dùng một sợi dây quấn từ đầu cọc này qua cọc kia, cuối cùng là treo một lá bùa ngũ sắc kèm theo một chiếc lục lạc nhỏ lên đó.
Được rồi, cái chuyện bịt cổng làng đã xong. Bây giờ mọi người theo tôi đi ra mở cổng làng mới. Cầu mong cho tất cả mọi người nhà nhà an ấm. Nói rồi ông ta đi trước, cả đoàn dân làng rồng rắn đi theo phía sau. Sau khi đến con suối, ông thầy Diệp nói: Nơi này đã được tiên ban, đại khái có thể hiểu rằng người phàm bất khả xâm phạm. Chúng ta nên cơi nới nơi này rộng rãi hơn để các vị bề trên dễ bề sử dụng đó. Ông ta chỉ cho mọi người lát đá từ dưới thấp lên cao, trông giống như một hình tam giác ngược. Xung quanh còn chôn bốn lá bùa được đóng vào trong cọc tre và đặt nơi này với tên gọi là giếng tiên. Bác trưởng làng cũng tuyên bố với người dân: Nơi này bây giờ là giếng tiên, đại diện cho bộ mặt làng Hạ Du chúng ta. Không ai được phép làm việc có lỗi với giếng tiên và các vị bề trên. Sau khi làm xong cổng làng mới, chúng ta sẽ xây thêm một ngôi miếu thờ ở phía bên này. Xong chuyện thì ông ấy không quên chỉ qua bãi đất trống cách đó một đoạn, nơi đấy sẽ dùng để xây miếu. Con đường mới dẫn vào làng được người dân làm vắt ngang qua dòng chảy của con suối. Bên trên theo hướng dẫn của ông thầy Diệp thì người dân chặt cây chôn sâu xuống đất làm trụ cầu. Con đường thì chạy băng qua một đoạn ruộng mà người dân tự nguyện hiến đất, sau đó đổ cao đường nối vào con đường chính phía bên ngoài. Phải mất gần 3 ngày thì con đường và cổng làng Hạ Du mới hoàn thành. Bà con phấn khởi vô cùng. Bẵng đi một vài hôm, bất chợt hôm nay trời đổ mưa to. Cơn mưa nặng hạt kéo dài cỡ 2 tiếng đồng hồ, từ chiều cho tới tận tối. Tiếng ếch nhái kêu rầm rán khắp đồng. Từ trong bóng tối lại có một người cầm đèn lội bì bõm giữa những vũng nước mưa còn đọng lại. Đó là chú Liêm. Chú này chuyên sống bằng cái nghề đặt lờ, thả chúm, bắt cua bắt ếch. Mấy hôm nay trời ít mưa, cộng với việc cái chết lạ của thằng Tuất nên chú không dám ra ngoài. Cho đến hôm nay, nhìn đàn con ba đứa nheo nhóc vì thiếu ăn, vợ chồng chú thì cũng bữa ăn bữa không vì nhường cơm cho con. Khi cơn mưa vừa dứt, chú mới nói với vợ: Thôi, mình ở nhà với con đi, tôi ra ngoài đồng kiếm ít ếch về nấu cháo với đổ ít gạo cho con. Người vợ thì vẫn đang ám ảnh với cái chết của thằng Tuất nên gàn chú Liêm: Thôi để thư thư đã mình ạ, ngày mai em qua nhà chị Tễ mượn tạm chục bò gạo cũng được mà. Chứ giờ này mình ra đồng em sợ lắm, cái chuyện kia nó cứ ám ảnh em mãi thôi. Nghe vợ nói vậy thì chú cũng có chút chột dạ, nhưng mà nhìn hai đứa con đang ngồi ngủ ngon lành trên giường thì chú không đành lòng. Cắn răng cầm chiếc đèn rồi khoác vội cái áo tơi lên người, chú mới nói với vợ: Thôi mình cứ ngủ trước đi, tôi đi tí thôi tôi về. Tiếng sấm chợt lóe lên rồi vụt tắt. Ánh đèn của chú Liêm khuất dần sau màn đêm tăm tối. Mọi khi chú thường băng ngang qua nhà hàng xóm rồi đi ra ruộng lúa luôn. Nhưng mà chẳng hiểu hôm nay mà xui quỷ khiến thế nào mà chú lại đi theo con đường dẫn ra cổng làng cũ trước đây. Ngoài này cũng chẳng có rào hay làm gì cả, chỉ có sợi dây lúc trước ông thầy Diệp kéo từ bên này qua bên kia vẫn còn nguyên đó. Một cơn gió lạnh chợt thổi tới khi chú Liêm đưa chân bước qua sợi dây. Ánh đèn cũng lập lòe như muốn tắt đi vậy. Đưa tay che lại cái lỗ gió tránh cho đèn không tắt, miệng chú vẫn lẩm bẩm: Quái lạ nhỉ, trời không mưa nữa mà sao cứ có cái cảm giác rét buốt thế nhỉ. Nói thế nhưng mà chú vẫn bước men theo cái bờ ruộng để tìm ếch. Một con ếch nhảy vụt qua trước mặt, chú Liêm mừng thầm liền cầm đèn đuổi theo nó. Lần đầu chụp hụt nên chú bị mất đà, ngã nhào xuống ruộng. Cũng may là cái đèn không có việc gì. Đứng dậy tiếp tục nhìn theo hướng con ếch nhảy, chú lại chạy theo nó. Không hề biết rằng hướng con ếch nhảy đi đang dần đi xa khỏi làng. Cho đến khi chú Liêm bắt được con ếch, nhìn lại thì thấy mình đang đứng phía ngoài bãi thà mà. Dù mình một cái, chú nhanh chóng quay người muốn trở về. Thế nhưng mà lúc này bên tai trượt vang lên tiếng ai đó, vừa gần ngay bên cạnh, nhưng lại giống như vang vọng từ tận nơi nào đó. Đâu, ta đâu rồi? Trả đâu lại cho tao? Trả đâu lại tao đi? Theo quán tính, chú Liêm quay đầu nhìn vào bãi tha ma. Vừa lúc này một ánh chớp xẹt qua, và dưới cái ánh sáng trắng đập vào mắt chú Liêm là một người. Chính xác hơn là một thân người không có đầu đang đứng cách chú một đoạn không xa. Cái xác không đầu đang bị bõm lội ruộng tiến dần về phía chú. Quá hoảng sợ, chân tay chú Liêm run lên bần bật, cây đèn trên tay cũng rơi tuột xuống ruộng ngấm nước tắt ngúm. Màn đêm bao phủ xung quanh, chú Liêm lúc này lấy hết can đảm cuối cùng của mình nhấc chân lên chạy thật nhanh.
nhưng mà chân còn chưa kịp nhấc thì một cái mùi hôi thối xộc thẳng vào trong mũi, kéo theo đó là một cánh tay gớm ghiếc bám vào vai chú, giọng nói âm u lại truyền đến tai: "Trả đầu lại cho tao, trả đầu lại cho tao." Lúc này thì chú Liêm đã như một người mất hồn, cả người đứng im tại chỗ. Không ai hay biết rằng phía sau cái xác không đầu còn có một người nữa đang đứng. Giọng nói phát ra chính từ miệng của người này, và không ai khác, hắn chính là ông thầy Diệp. Sau khi nhìn thấy chú Liêm đứng im thì hắn mỉm cười vô cùng man dợ. Dưới ánh sáng của những tia sét rèn rẹt trên trời hiện ra khuôn mặt với những đốm đen kinh dị của thầy Diệp. Hắn đi đến bên cạnh chú Liêm, lấy ra một viên thuốc màu đen nhét thẳng vào trong miệng chú. Giống như là bị điện giật, cả người chú Liêm run lên bần bật từng cơn, mắt trợn trừng toàn là loang trắng. Từ bên trong thất khiếu máu bắt đầu tuôn trào ra, nhỏ xuống đỏ cả vạt áo trước người. Cứ thế lão Diệp đứng nhìn máu trong người chú Liêm trào ra thành vòi, nhỏ qua thất khiếu. Miệng hắn thì không ngừng lẩm bẩm. Sấm chớp trên trời liên tục đánh, lúc này chú Liêm chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Cả người chú như gầy đi chục cân thịt. Đám ruộng dây chân đã nhuộm đỏ bằng máu của chú rồi, cái xác không đầu cũng biến mất. Lão Diệp cúi người xuống vác cái xác của chú Liêm lên rời đi. Một lúc sau hắn đi đến bên cạnh con suối, theo dòng chảy ngược lên trên thượng nguồn. Chẳng biết đi bao lâu thì hắn mới dừng lại, vứt cái xác chú Liêm xuống đất cây bịch. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên ngọn núi một lúc, rồi quay người về theo đường cũ để về làng. Đêm đấy thì cô Hoa vợ chú Liêm mãi không thấy chồng trở về, nên cũng không tài nào chợp mắt được nữa. Đã quá nửa đêm, bên ngoài trời cũng tạnh hẳn. Như cơn gió giật mạnh lên trên nóc nhà, nghe lạo xạo như có người bước đi trên đó. Cô Hoa giật mình thon thót, nỗi lo lắng bất an dần dần càng mãnh liệt hơn. Bất chợt là có một tiếng quạ kêu, phá vỡ đi không gian im lặng, cũng phá vỡ đi một chút an tâm còn lại trong lòng cô Hoa. Cô ngồi bật dậy, chẳng hiểu sao khi nghe tiếng quạ kêu thì trong lòng cô lại càng thêm chắc chắn chồng mình đã gặp chuyện rồi. Cô nhìn hai đứa con đang ngủ, sau đó cầm lấy chiếc đèn rồi hòa mình vào màn đêm đen, đi đến trước nhà bác trưởng làng. Đến trước nhà bác ấy, chó từ trong sân chạy ra gầm gừ với cô Hoa. Cô lớn tiếng mà gọi: "Bác Cử ơi, bác Cử ơi, giúp cháu với ạ." Bác trưởng làng bị đánh thức bởi tiếng chó sủa kèm theo tiếng gọi. Ông ấy ngồi bật dậy miệng lẩm bẩm: "Tiền sư, cái đứa nào, đêm hôm rồi còn gọi không biết." Tuy là chửi trong miệng như vậy, nhưng ông ấy cũng dậy cầm chiếc đèn, mở cửa đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ơi ơi, tao đây, đứa nào đây? Tiên sư nhà chúng mày, nửa đêm còn hành cái thân già này à?" Cô Hoa thì quá quen thuộc với mấy câu nửa đùa nửa thật này của bác Cử, nên vừa mếu máo khóc vừa nói: Cháu Hoa đấy bác ơi, anh Liêm nhà cháu anh ấy đi bắt ếch từ chập tối, mà đến giờ chưa thấy về bác ạ. Cháu lo lắm, trong lòng cứ như lửa đốt ấy. Lúc nãy còn có tiếng quạ kêu nữa, cho nên cháu sợ quá. Bác giúp cháu với bác ơi, nhà cháu còn hai đứa con nhỏ, bác giúp cháu với bác ơi." Nói xong thì cô lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt đang lan dài trên má. Bác Cử nghe cô ấy nói vậy thì cũng đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng: "Công việc của nó là đi soi đêm mà. Hôm nay về muộn chắc do trời mưa nên nhiều ếch nhiều nhái. Cứ để nó đi, kiểu gì sáng mai nó cũng mò về mà. Mày cứ làm quá lên đấy cháu. Hay là sợ nó đi tòm tem với con nào?" Cô Hoa sụt sịt mới đáp: "Không bác ạ, bọn cháu có hai mặt con với nhau rồi, cháu còn lạ gì tính anh ấy nữa. Nếu mà đi soi đêm bắt được nhiều hay bắt được ít thì chưa bao giờ anh ấy về nhà muộn quá nửa đêm đâu bác. Bây giờ muộn quá rồi, cháu chắc chắn anh ấy gặp chuyện gì rồi. Bác ơi, bác giúp cháu với. Chúng cháu gia đình neo người, anh em họ hàng chẳng có ai, nên đành làm phiền bác nửa đêm gần sáng thế này đấy ạ." Bác Cử mới cắt ngang: "Thôi thôi được rồi, mày chờ bác một chút, bác chạy vào trong nhà mặc cái áo đỡ lạnh, với bác gọi cả thầy Diệp xem ông ấy có giúp gì được không." Chương 4: Tai họa ngập tràn. Tiếp. Bác Cử quay vào trong nhà, đi đến phòng thầy Diệp ngủ, đưa tay gõ gõ mấy cái, miệng thì khẽ gọi: "Thầy ơi, thầy ngủ chưa ạ? Tôi có chuyện gấp muốn nhờ thầy tí." Gọi liên tục mấy lần không thấy ông ấy đáp, nên bác đành đưa tay đẩy cửa vào. Vừa vào trong thì một làn khí lạnh xộc đến khiến cho bác Cử lảo đảo lui về sau.
Chẳng hiểu sao vào phòng của ông thầy thì lạnh đến như vậy, giống như là rớt vào hầm băng. Bên trong này tối đen như mực, bà Cừ vội vàng quay ra ngoài, cầm cây đèn rồi quay vào tiếp. Dưới ánh đèn thì căn phòng hiện ra rõ ràng hơn trước, không thấy thầy Diệp đâu, căn phòng trống trơn. Bà Cừ quay ra ngoài chỗ cô Hoa đang chờ mà nói: Quái lạ Hoa, chẳng hiểu cái ông thầy Diệp nửa đêm nửa hôm thế này mà không thấy đâu cả mày ạ. Thôi mày đợi bác tí, bác ra phía sau vườn xem có thấy ông ấy không. Lần này mà không thấy thì hai bác cháu mình đi nhờ nhà khác. Nói rồi ông quay vào trong nhà, đi thẳng ra phía sau vườn. Ngoài này có một vườn và cả một đám đất trồng chuối, chè kéo dài ra tận phía sau. Nhà xí thì tận gần cuối vườn. Ánh đèn le lói cộng với những cơn gió đung đưa tán chè cuối vườn tạo ra những tiếng kêu kéo kẹt đến rợn cả sống lưng. Sống hơn nửa đời người rồi nhưng Bắc Cử vẫn có chút nhút nhát. Tiện tay cầm lấy cái đòn gánh đặt cạnh tường cho an tâm, bác cầm đèn đi ra ngoài nhà vệ sinh xem có thấy thầy Diệp hay không. Vừa đi vừa gọi khẽ: Thầy Diệp ơi, thầy có trong nhà xí không đấy thầy? Chẳng thấy có tiếng ai đáp lại. Khi gần đến nhà xí thì bác chợt nghe một tiếng uịch cách đó không xa. Giật mình nhìn lại thì thấy một cái bóng đen đang tiến dần về phía mình. Bác Cử lúc đầu hơi hoảng nhưng dần dần trấn tĩnh lại, cầm cái đòn gánh đưa về phía trước, miệng mới lắp bắp: Ai đấy? Đứa nào giờ này còn vào nhà tao hả? Tính ăn trộm cái gì đó? Cái bóng người kia vẫn tiến dần đến phía bác. Bây giờ có thể thấy được khuôn mặt người kia. Chả biết vì sao mặt người này đen như đít nồi. Sợ quá bác Cử thụt lùi lại, chẳng may vấp phải cây gỗ khô phía sau nên ngã chồng cả hai chân lên trời. Cây đòn gánh cũng tụt mất khỏi tay. Lúc này chẳng còn thể nào bình tĩnh nữa, bác ấy mới gào lên: Ôi, có ma, cứu tôi. Chưa kịp nói xong thì bên tai đã vang lên tiếng chửi: Cứu cái mà bố mày, nửa đêm tao đi ẻ cũng không được yên với mày kìa. Đây đúng là tiếng của ông thầy Diệp. Bác Cừ cũng chẳng hiểu vì sao ban ngày ông ấy tiên phong đạo cốt như vậy, nhưng bây giờ thì chửi tục giống như đám dân đen bọn họ. Sau khi hoàn hồn, bác đứng dậy nhặt cái đèn nằm trên đất đưa lên. Người trước mắt đúng là thầy Diệp thật, mặt ông ấy bình thường. Vậy tại sao khi nãy bác lại nhìn thấy khuôn mặt đen thui? Thắc mắc nhưng mà không dám nói ra. Lúc này bác chợt nhớ tới cô Hòa đang đứng ở ngoài sân nên mới vội nói: Ôi, tìm được thầy, may quá ạ. Thầy giúp tôi với, con bé Hòa cách nhà tôi mấy nhà, nó qua nhờ tìm chồng. Hôm nay chồng nó đi soi ếch mãi chưa thấy về, nó lo quá nên qua nhờ tôi. Tôi cũng không biết nên làm thế nào nên vào phòng tìm không thấy thầy, cho nên chạy ra đây tìm đấy ạ. May quá lại gặp thầy. Vừa nói dứt lời thì tiếng cô Hòa đã gọi ý ới ở cửa sau: Bác Cử ơi, bác có làm sao không bác Cử ơi? Ơi, tao đây Hòa ơi, đợi bác tí, bác tìm thấy thầy Diệp rồi. Đáp lại lời cái Hòa, bác Cử cùng thầy Diệp đi nhanh vào trong nhà. Cô Hòa nhìn thấy thầy thì cũng lên tiếng chào: Cháu chào thầy ạ, đêm hôm thế này phiền bác và thầy cháu ngại quá. Thầy Diệp đưa tay ngắt lời cô Hòa: Tìm người quan trọng hơn, tôi cũng nghe bác Cử đây nói chuyện rồi. Cô cho tôi ngày tháng năm sinh của anh nhà, tôi tính được một quẻ xem sao. Cô Hòa vội đọc ngày tháng năm sinh của chồng mình ra, chỉ thấy ông thầy đưa bàn tay bắt đầu lẩm bẩm trong miệng và bấm đốt tay lìa lịa. Một lúc sau từ bụi tre quế vườn vang lên vài tiếng chim lợn kêu quàng quác. Lúc này ông thầy cũng dừng việc bấm tay mà nói: Đại hung rồi, liên quan đến mạng người đó, anh nhà chị gặp chuyện chẳng may rồi. Thôi bây giờ chị phải bình tĩnh đã, chúng ta nên đi tìm anh nhà đã. Cô Hoa nghe thầy nói đến điềm đại hùng thì nước mắt ngắn dài đã rời lã chã, miệng mới mếu máo: Thầy ơi, bác Cử ơi, giúp cháu tìm nhà cháu với bác ơi. Anh ấy mà có mệnh hệ nào thì mẹ con cháu biết sống ra sao, biết bấu víu vào ai bây giờ. Sao cái thân tôi nó khổ thế này. Ba người rời khỏi nhà bác Cử, đi men theo con đường dẫn ra ngoài ruộng. Vừa đi vừa khẽ gọi tên Chu Liêm. Có điều là đi gần hết khu ruộng của làng, cũng chả thấy bóng dáng Chu ấy đâu. Trời càng về sáng, gió rét buốt từng cơn, cô Hoa thì run lên bần bật, chẳng hiểu vì lạnh hay là đang lo lắng cho chồng nữa. Đang đi thì bác Cử mới đột nhiên nói: Nãy giờ chưa ra ngoài mấy khu ruộng gần bãi tha ma của làng,
có khi thằng Liêm nó ra ngoài đó cũng nền. Nói xong, bác Nội lên bờ, chuyển hướng đi ra ngoài bãi tha ma. Thầy Diệp và cô Hoa cũng lẽo đẽo theo phía sau. Khi đến cổng bãi tha ma, bác Cửu gọi lớn: Liêm ơi, mày đi đâu rồi, về nhà đi, vợ mày đi tìm đây này. Ôi Liêm ơi, nghe tao gọi không đấy hả? Không có tiếng ai đáp lại, ngoài mấy tiếng chim lợn đang kiếm ăn trong khu mộ mà thôi. Trời cũng đã mờ mờ sáng, tiếng gà trống từ trong làng cũng đã cất tiếng vàng lên. Vô tình cô Hoa nhìn ra khoảng ruộng gần đó thì mới thấy cái thứ gì đó màu trắng. Chẳng suy nghĩ, cô lao vội về phía ấy. Khi đến nơi thì nhận ra đây chính là chiếc đèn mà khi tối chú Liêm cầm đi sỏi ếch. Có cả chiếc bao xác rắn đang nằm ở dưới ruộng. Bác Cừ và thầy Diệp cũng chạy đến nhìn. Lúc này cô Hoa không kiềm chế được cảm xúc nữa rồi, mới khóc òa lên: Ôi anh Liêm ơi, sao anh đi đâu mà đèn nằm ở đây? Anh ơi, anh ơi, anh về mẹ con đem đi. Bác trưởng làng thấy vậy cầm cây đèn lên, nước từ bên trong nhỏ xuống. Dưới ánh sáng lờ mờ, bác nhận thấy nó có màu đỏ. Đưa lên mũi người thì nhận ra đây chính là mùi tanh của máu. Bác nói với cả thầy Diệp bên cạnh: Trong đèn chảy ra nước như là máu ấy, chắc là thằng Liêm gặp chuyện rồi thầy ạ. Hay bây giờ chúng ta về làng, chắc là cũng có người dậy rồi đấy, nhờ mọi người chia nhau đi tìm, ban ngày có khi dễ tìm hơn. Cây Hoa, bình tĩnh lại đã, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mày cứ làm bù lu bù loa thế này thì ra thể thống gì. Thôi quay về làng đã, về nhà xem hai cháu nó dậy chưa, chăm nó đi đã, để tao về gọi người đi tìm chồng mày. Nói rồi ông ấy dìu cô Hoa đang còn đứng loay hoay dưới ruộng lên bờ. Ba người về đến làng thì cũng đã có người dậy sớm ra khỏi nhà đi dạo. Thấy ba người thì bà con liền túm tụm vào hỏi chuyện. Cả làng nhanh chóng nháo lên vì cái chuyện của chú Liêm. Thanh niên trai tráng, cả các vị trung niên cũng chia nhau đi khắp các ngả ngách quanh làng để tìm kiếm chú. Cho đến trưa thì có một tốp người chạy từ phía bìa rừng về. Người đi đầu trên tay cầm một mảnh áo rách nát có dính vết máu ở đó. Cô Hoa nhìn thấy miếng áo rách thì òa khóc lên nức nở. Người trong làng ai cũng thở dài mà tiếc thương cho cô. Có điều là người trong làng kéo nhau lên bìa rừng, tìm theo vết máu thì chẳng thấy xác của chú Liêm đâu. Cả thân xác con người chỉ còn lại một vài vết máu, một vệt kéo lê của thứ gì đó in trên đất và mảnh áo đang nằm trong tay cô Hoa. Cái chết và sự biến mất bí ẩn của chú Liêm lại làm cho bà con dấy lên một suy nghĩ. Đó chính là thần linh đang khiển trách. Sau hai cái chết bí ẩn và bất ngờ trong làng, người dân làng Hạ Du vô cùng hoang mang, lo lắng. Ông thầy Diệp lại được mọi người nhờ cậy làm lễ cúng bái thần linh thêm lần nữa. Sau lần này, ông ta chào tạm biệt bác Cừ và đi ra ngoài mấy hôm. Sau khi rời khỏi làng được một đoạn, thầy Diệp lần mò theo một lối mòn nhỏ, đi thẳng lên ngọn núi ở phía đầu đường vào làng Hạ Du. Quan sát không có ai, hắn mới kéo mũ lên trùm đầu. Đi theo con đường mà lần trước vác xác của chú Liêm để đi lên núi, vừa đi hắn vừa lấy ra một chiếc la bàn nhỏ. Cây kim chuyển động liên tục và một bên tay hắn cầm thì chính là một tấm vải có dính máu đã thấm đèn. Hắn liên tục đưa tay ra xung quanh cho cây kim la bàn quay, đến khi nó chỉ vào một hướng đi sâu vào trong núi thì mới nở một nụ cười mãn nguyện. Đi mãi, hắn đã tìm thấy một cây hàng được cây cối che khuất lối vào. Bên trong bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, hắn ta mới lẩm bẩm: Sắp rồi, thứ hành hạ ta 20 năm cũng sắp được giải trừ rồi. Hắn mới tìm một nơi thật kín đáo rồi ẩn mình ở trong đó. Đêm đấy, khi màn đêm đã bao phủ khắp không gian, thì từ bên trong hang đá cách đó không xa, có một con rắn vô cùng to lớn đang bò ra khỏi hang kiếm ăn. Đặc biệt là trên đầu nó còn có một chiếc sừng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Từ xa nhìn thấy chiếc sừng, lão Diệp khá là vui. Hai tay siết chặt vào nhau, miệng thì khẽ thều thào: Chính là nó. Bao công sức của tao mà. Cứ ăn đi con ngoan, nuôi nó lớn cho ta. Cứ như thế, ban đêm nhắn theo dõi con rắn, ban ngày thì ẩn nấp nghỉ ngơi và luyện bùa. Đêm nay như thường lệ, con rắn lại bò ra khỏi hang. Nhưng mà lần này cái sừng trên đầu nó lại càng to hơn mọi hôm một chút. Hai hốc mắt đỏ như lửa đưa về phía lão Diệp đang ẩn nấp. Hắn thấy thế liền sợ hết cả hồn, vội vàng lấy ra trong cái túi nhỏ sau lưng một bàn tay khô đét, đen thùi lùi, rồi nắm chặt ở trong tay, miệng mới lẩm bẩm đọc chú. Kỳ lạ thay, con rắn sau một lúc liền quay mặt đi hướng khác và rồi trườn đi. Lão Diệp lúc này trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi to đùng,
tay hắn nắm chặt lấy bàn tay đèn đúa kia mà run lên bần bật. Phải mất một lúc sau, không gian trong khu rừng mới trở lại bình thường, thì lão Diệp mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Khi nãy nếu hắn mà không nhanh tay thì bây giờ có lẽ là nằm trong bụng con rắn mất rồi. Không ngờ cái sừng của nó càng lớn thì độ mẫn cảm của nó lại càng mạnh. 20 năm trước, trong một căn nhà nằm giáp biên giới Việt Trung, bên trong căn phòng ngầm dưới hầm có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Một người khá là lớn tuổi và một người chạc tuổi đôi mươi gì đó. Trước mặt họ là cây đèn lồng đặc trưng của người Trung xưa. Người đàn ông lớn tuổi nắm lấy tay người trẻ mà nói: Nam ơi, con qua đây theo ta học đạo cũng ngót nghét 10 năm rồi. Bây giờ những gì ta có được thì con cũng học được hết, thậm chí là còn giỏi hơn ta. Mong là sau này con bước trên con đường mới, cố gắng phát huy hết những gì ta dạy để giúp dân, cứu rỗi những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhớ lấy những gì ta nói, nghe con. Nói rồi ông ấy ho lên khủ khủ mấy cái, trên bàn tay bịt miệng đã rỉ ra một vệt máu đỏ chảy xuống dây bạc. Người thanh niên tên Nam vội vã chạy lại đỡ thầy của mình mà đáp: Thầy đừng có nói nữa, con không có về Việt Nam, con ở đây với thầy, thầy không làm sao hết đâu, thầy cứ nghỉ đi ạ. Người đàn ông kia gạt tay học trò ra, rồi lôi trong ngực áo một cuốn sách nhỏ, run rẩy đưa cho học trò. Đây là cuốn sách cả cuộc đời ta nghiên cứu, những phương pháp cứu người, những loại bùa chú cấm ta cũng ghi bên trong. Sư huynh của con, thằng Diệp, bản tính háo thắng, làm việc gì cũng không từ thủ đoạn. Ta đã biết tính cách nó từ lâu rồi, nhưng mà nghĩ nó là cô nhi do tự tay ta nuôi lớn, cho nên không nỡ nhìn nó đi theo con đường tà đạo. Con hãy giữ lấy cuốn sách này, vĩnh viễn không nên để cho thằng Diệp đó thấy. Sau khi ta mất, con hãy về cố hương mà sinh sống. Tuyệt đối nhớ lời dặn của ta, nếu không ta có xuống dưới suối vàng cũng không tài nào nhắm mắt được đâu. Nói rồi ông ấy cố nhét cuốn sách vào tay học trò của mình, nhưng mà trên tay lại dính máu cho nên bị trơn và tuột rơi xuống dưới đất. Cùng lúc đó, phía bên ngoài căn phòng hai người nói chuyện có một người đang lấp ló nghe trộm. Người này không ai khác chính là tay học trò tên Diệp. Hắn hôm nay thấy thầy mình lén lút dẫn sư đệ xuống dưới hầm, cho nên cũng đã ngấm ngầm đi theo nghe lén. Lúc hắn nghe được thầy lại giao hết sở học cả đời cho một cái thằng ở nước khác qua học nghệ, thì hắn nghiến răng trèo trèo, ánh mắt thần học và ác độc vô cùng. Trong tâm tính của hắn, cách đây từ lâu lắm rồi, hắn có ý muốn học những loại bùa chú và tà thuật cấm từ trong cuốn sách của thầy. Nhưng mà ông ấy cũng đã nhìn ra tâm tính của Diệp, cho nên không bao giờ để cậu ta tiếp xúc với loại bùa chú độc ác. Lúc Diệp nhìn thấy cuốn sách rơi ra khỏi tay của thầy mình, thì tay chân hắn đã không thể nào yên được nữa. Hắn không thể đứng yên nhìn thấy thứ sắp thuộc về mình lại bị vuột đi. Nhân lúc Nam đang còn dìu thầy ngồi thẳng lên ghế, thì Diệp dùng chân đạp mạnh vào cửa cái rầm. Cánh cửa đổ ập vào bên trong. Nam và người thầy giật cả mình bởi tiếng ồn đó. Ông ấy nhanh mắt hơn nên mới hét lên: Nam, nhặt lại cuốn sách nhanh đi. Nam bị bất ngờ nên sau câu nói của thầy mất 1-2 giây cậu ta mới phản ứng kịp. Cúi người xuống định nhặt cuốn sách lên, nhưng mà không ngờ Diệp với thân thủ nhanh nhẹn đã lao đến tung một cú đá móc từ bên trên xuống. Nếu mà không tránh được cú đá này thì người trúng đòn nhẹ thì chật khớp cổ, nặng thì gãy luôn cổ. Nam chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng nghiêng người qua phải một chút để tránh được cái cổ, còn đầu vai thì đã ăn nguyên một chân. Cú đá khiến cho Nam ê ẩm một bên vai, cánh tay trái mất đi cảm giác ngay lập tức vì đau. Tuy nhiên là cậu ta cố nén cơn đau, đưa tay phải giật mạnh lại cuốn sách. Lúc này Diệp cũng đồng thời cúi xuống, hai người giật mạnh một cái, cuối cùng là cuốn sách bị rách ra làm đôi. Ông thầy gắng chịu cơn bệnh đang bạo phát, nhanh tay lấy ra một viên cờ làm bằng móng ngựa, dùng lực ném mạnh về phía Diệp, miệng mới quát lên: Chấn! Viên cờ bay nhanh đến trước mặt Diệp thì rơi xuống đất. Diệp nhìn thấy thì cười lên gằn giọng: Thầy à, à không, tôi phải gọi ông là thằng già mới đúng. Ông tưởng tôi không biết bên trong nhốt âm binh sao? Nói rồi hắn cũng ném ra một con cờ giống y như vậy. Nó bay mạnh, nó bay đập mạnh vào giữa ngực ông thầy, khiến cho ông ấy lại hộc ra một miệng là máu. Viên cờ lại bay trở về tay gã họ Diệp. Ông thầy vì đã quá sức nên miệng hộc ra một ngụm máu lớn giữa nền đất, sau đó khuỵu gối xuống.
Nam nhanh chóng chạy lại đỡ ông ấy, miệng mới gào lên: Thầy, sư huynh, tại sao huynh làm như vậy? Ông ấy xem huynh như con ruột mà. Diệp nghe Nam nói thế thì mới cười gằn: Con ruột, con ruột mà lại truyền hết sở học cho một thằng ngoại lai như mày. Hôm nay tao tiễn hai đứa chúng mày về Tây Thiên. Nói xong, hắn lấy trong người ra một con dao gam màu đen rồi tiến về phía hai người. Lúc này Nam đứng bật dậy, tung đòn muốn đá văng dao trên tay Diệp, nhưng mà cậu ta thân thủ không nhanh bằng gã họ Diệp. Rốt cuộc dao cũng chưa chạm được đến nhưng lại bị ăn nguyên một đạp vào mạng sườn, hộc cả máu ra. Gã họ Diệp thấy hai người như hai con gà nằm trên thớt thì cũng không vội vàng gì cả. Hắn vừa cười vừa nhìn cả hai như một con hổ đang nhìn mồi. Nhân lúc hắn chưa hạ sát thủ, ông thầy cố gắng hết sức còn lại. Chỉ thấy ông ta nắm tay phải thành chỉ, dùng máu của mình vẽ nhanh xuống đất một lá bùa bằng máu. Tiếp đến vạch ra một vòng tròn bằng máu quanh người rồi cố kéo Nam vào bên trong. Sau đó miệng không ngừng đọc chú và rồi hô lớn: Huy! Chỉ nghe thấy một tiếng bụp nhỏ từ viên cờ khi nãy đang nằm lăn lóc dưới đất. Một làn khói xanh từ bên trong đó bay ra, bao trùm lấy cả căn phòng. Gã họ Diệp bị làn khói bao trùm thì hắn hét lên thất thành: Thằng già kia mày được lắm, không ngờ pháp thuật âm độc thế này lại lấy ra sử dụng với tao. Tao giết cả hai đứa mày. Ở trong cái vòng mỏng máu, Nam chỉ nghe thấy tiếng rào rơi cây keng, kèm theo đó tiếng chân chạy bình bịch thoát đi xa. Phải mãi một lúc lâu sau, làn khói theo lối ra thoát đi hết, khung cảnh lại hiện ra. Lúc này ông thầy chỉ còn thở gấp. Nam nắm lấy tay ông ấy, nước mắt lưng tròng, miệng mới gọi: Thầy ơi, thầy đừng bỏ con mà. Ông thầy gắng gượng cầm hơi thều thào: Thằng Diệp, nó bị trúng khí âm của âm binh rồi. Con hãy thu xếp rồi quay về cố hương, đừng tìm nó, cũng đừng trả thù. Nói đến đó thì ông ấy nhắm mắt xuôi tay. Nam ôm lấy thi thể thầy mình gào khóc thảm thiết. Phía bên ngoài mây đen kéo đến giằng lối, sấm chớp đi đùng như nói lời từ biệt với vị đạo sĩ già nua. Lúc này bên ngoài Diệp đang ôm lấy mặt mà chạy trong cơn mưa. Từ khắp người hắn bắt đầu mọc lởm chởm các nốt mụn màu đen, giống như có hàng trăm con giòi ở bên trong đang cắn xé da thịt vậy. Hắn đau quá nằm lăn xuống đất nhằm xoa dịu cơn đau, nhưng mà càng lăn thì lại càng đau. Lúc này hắn mới chạy vào một ngôi miếu hoang ven đường. Bấy giờ người hắn trông chẳng khác nào một con khỉ đội lốt người vậy. Sau khi vào miếu, hắn vội vàng lấy ra một gói thuốc bột từ trong túi, sau đó đổ cả vào miệng. Một cảm giác mát lạnh ùa đến làm giảm đi cơn đau đang cào xé. Sau khi bình tĩnh được một lúc, Diệp lấy một nửa cuốn sách khi nãy cướp được ra nhìn. Đây là một nửa sau. Hắn mới cố tìm xem lão thầy dùng loại bùa nào mà khiến cho cơ thể hắn thành ra thế này. Sau một hồi mày mò thì tìm không có thấy, nhưng mà một mặt giấy có viết bệnh thì bàn. Hắn mày mò đọc và nhìn lại các nút trên cơ thể mình thì thấy giống như miêu tả. Hắn mới cười lên: Trời cũng thương ta, lão già, ông không làm gì được ta đâu. Nói rồi hắn lại lật cuốn sách ra trang sau để xem cách phá giải. Nhưng mà tiếc cho hắn viết sau bị mưa thấm vào, cho nên một phần chữ đã bị nhòe đi. Hắn cố gắng mọi cách để đọc nhưng mà bất thành, chỉ đại khái thấy được một vài chữ: rắn một sừng, màu đen. Diệp lẩm bẩm mãi những cái chữ đó, hắn chắc chắn rằng mình không đọc nhầm. Lúc này các nút đen trên người hắn dưới tác dụng của thuốc đặc chế nên đã dần dần lặn mất. Nhưng mà Diệp biết rằng thuốc này chỉ tác dụng trong thời gian nhất định mà thôi. Cái điều trước tiên là phải tìm được con rắn một sừng. Chương 5: Âm khí vây làng. Lại nói đến cái chàng thanh niên tên Nam, sau khi chôn cất cho thầy mình, cậu ta quỳ chân bên mộ, miệng không ngừng khấn: Thầy cứ an tâm ăn nghỉ, con sẽ không để những tinh hoa thầy truyền dạy cho con mai một. Con sẽ dùng những thứ thầy dạy để cứu đời. Còn một việc nữa con muốn nói với thầy, cho dù đi đến tận cùng trời quấy đất, con cũng sẽ tìm ra sư huynh. Chính huynh ấy là người gián tiếp gây ra cái chết cho sư phụ. Con sẽ khiến huynh ấy phải đền lại tội lỗi này với thầy. Ngày hôm nay con rời đi, chẳng biết đến khi nào thầy trò ta mới gặp lại. Cầu mong thầy ở thế giới bên kia luôn dõi theo bước chân của con ạ. Nói rồi cậu ta cúi lạy ba cái, cụp đầu đến nỗi tứa cả máu ra. Sau đó thì đứng dậy đi thẳng, không quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Nhiều năm trôi qua, cậu trai trẻ tên Nam năm nào này đã trở thành một thầy bùa có tiếng.
Các tỉnh phía Bắc và các vùng sát biên giới Việt Trung ai cũng biết được cậu ấy. Một người tài giỏi, luôn hết sức cứu giúp những người gặp khó khăn. Thầy Nam không ở một nơi cố định, nay đây mai đó. Không phải là ông không muốn dừng chân, mà chỉ vì trong lòng ông còn canh cánh mối hận thù giết sư năm đó. Chưa bao giờ trong lòng ông nguôi ngoai ý định tìm lại sư huynh. Tên Diệp thì giống như đã tàn biến vậy. Thầy Nam giao lưu kết bạn với rất nhiều thầy bùa có tiếng ở cả bên Trung và bên Việt, nhưng mà chưa bao giờ có ai nghe tới tên Diệp. Tuy nhiên là một vài năm trở lại đây, mấy thầy bùa bên Trung đồn tin rằng có một giáo phái tự lập tên là Đạp Ma Hội. Hội này tụ tập rất nhiều thầy bùa theo đường tà đạo, kiếm tiền bất chính bằng cách yểm bùa không phân biệt phải trái. Cứ có tiền là làm. Vội trưởng thì có tên là Diệp, nhưng mà hắn ta hành tung giống như loài rồng vậy, chưa bao giờ có ai thấy được bộ mặt thật của hắn. Thầy Nam đã tức tốc đi một chuyến qua bên Trung tìm hiểu và chắc chắn rằng kẻ cầm đầu Đạp Ma Hội chính là vị sư huynh năm nào của mình. Và sau một thời gian dài tìm kiếm, nắm bắt thông tin, ông ấy cũng đã biết được. Năm đó tên Diệp đã bị nhiễm bệnh từ viên cờ mà thầy của mình làm nổ. Hắn biến mất nhiều năm như vậy là vì tìm kiếm rắn một sừng. Đợt này nhờ vào một chút khéo léo mà thầy Nam dò hỏi được tin tức của sư huynh. Chẳng may hắn đã đến đất Việt vì nghe nói bên đó có tin tức của rắn một sừng. Thầy Nam mới tức tốc cùng học trò trở về Việt Nam. Sau khi về thì ông giáo giết tìm kiếm tin tức của tên Diệp, nhưng hầu như là hoàn toàn mất dấu. Trở lại với thực tại, đêm nay tên Diệp đã tổng cộng theo dõi con rắn được 7 ngày 7 đêm. Hắn đợi sau khi con rắn đi ra ngoài thì mới lén lút rời đi. Hắn lại đi vòng ra đầu làng Hạ Du và đi trở về trong làng. Trong đầu hắn lên kế hoạch bắt con rắn một sừng. Hắn đi đến nhà bác trưởng làng, hai người nói chuyện một lúc thì hắn mới xin phép đi ngủ trước. Hai ngày trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Thầy Diệp thì chỉ đi dạo quanh làng, nói chuyện với một vài người cao niên, hoặc là gặp ai mà ông ấy thấy có duyên thì sẽ xem vận mệnh cho họ. Cho đến nửa đêm hôm nay, đợi không gian yên ắng, tên Diệp mới lén lút đi ra khỏi nhà. Hắn vừa đi vừa ngoảnh lại xem có ai nhìn thấy hay không. Sau khi yên tâm không có một ai để ý, hắn mới nhảy ra khỏi hàng rào phía sau nhà bác trưởng làng, rồi chìm vào trong bóng tối. Hắn đi ra đầu làng, sau đó lấy trong người ra 7 con rối bằng gỗ nhỏ. Bên trên thì có tên và tuổi của 7 người được viết trên đó. Đào đất chôn từng con rối gỗ theo một phương vị đã được tính sẵn ở bát quái ngũ hành. Con rối cuối cùng được chôn ngay chính giữa làng, cũng chính là trước nhà của bác trưởng làng. Xong chuyện, hắn đứng ngay tâm trận và bắt đầu niệm chú. Trời đang quang đãng, đột nhiên mây đen kéo đến. Một làn sương mù chẳng biết từ đâu kéo xung quanh làng và tràn lan vào bên trong. Ngôi làng bây giờ bị bao bọc bởi sương, chẳng còn nhìn thấy nếu mà đứng từ bên ngoài. Thầy Diệp mỉm cười sau khi trận của mình được thành hình. Sau một lúc thì ông ta dừng đọc chú. Lúc này sương mù cũng tan đi, không còn thấy tăm hơi nữa. Nhưng mà không khí bên trong làng có một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Mấy con chó hay nằm ngoài cửa đột nhiên chu lên những cái tiếng thê lương và rồi cụp đuôi chạy đi mất. Cùng lúc đó thì tại một nơi cách làng Hạ Du vài ngày đường, thầy Nam và học trò đang ngủ qua đêm ven cánh rừng già. Nửa đêm đang say giấc, chợt thầy Nam tỉnh giấc bởi một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Nhìn lên trời từ nơi rất xa, mây đen giăng kín, từ bên trong còn có chớp lóe lên liên tục. Vội đưa tay lên bấm chú, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Cậu học trò đã tỉnh cũng ngồi dậy nhìn về phía dị tượng phía xa xa. Sau một hồi tính toán thì ông ấy kêu lên: "Tín, thu xếp hành lý, thầy tìm được tên kia rồi. Không ngờ hắn lại dám lấy ra loại trận pháp thông thiên hại lý này để làm hại người dân. Nhanh chân lên con, nếu không sẽ không biết có bao nhiêu người bỏ mạng khi mà pháp trận xoay chuyển." Cậu học trò nhỏ nhanh tay thu dọn hành lý, hai thầy trò chạy đi ngay trong màn đêm. Vừa đi, thầy Nam vừa lấy ra chiếc la bàn của mình, tay không ngừng di chuyển càn khôn, định vị để tính ra nơi xuất phát pháp trận. Cậu học trò léo đéo chạy theo, miệng thở hồng hộc hỏi: Thầy, con mệt quá, nghỉ thầy, trời còn tối mà thầy." Lúc này thầy Nam mới chợt nhớ ra, ông vội dừng lại, đỡ chiếc túi nặng trịch sau lưng học trò: "Thầy quên mất, thôi tạm nghỉ đã con, có đi thì cũng phải mấy ngày đường mới tìm thấy nơi đó." Lúc này cậu học trò liền hỏi: "Thầy ơi, pháp trận mà thầy nói là loại nào mà khiến cho thầy lo lắng đến vậy ạ?" Thầy Nam ngước lên trời nhìn một lúc rồi mới đáp: "Loại pháp trận này là cấm trận mà trước đây thầy của ta sưu tầm nghiên cứu phá giải.
Nó được một tên vu sư người Tàu sáng tạo ra nhằm thu hút âm khí, giam giữ linh hồn người chết để sai khiến họ làm việc cho hắn. Cái loại trận pháp này tên là Thất Mệnh Sát Trận. Nói về nó thì rất là dài dòng và độ tàn ác cũng vô cùng là thất đức. Nói tới đó thì ông lại thở dài thườn thượt. Nếu mà mắt trận đã kích hoạt thì dù có chạy nhanh tới đó cũng chỉ trơ mắt nhìn người vô tội bị sát hại mà thôi. Thất mệnh sát trận giống như tên của mình, dùng 7 mạng người để kích hoạt mắt trận hoạt động. Khi đó người tạo ra sát trận luôn luôn ở trong. Nếu học nghệ không tinh thông thì dần dần tâm trí sẽ bị sát trận ăn mòn đi lý trí, trong đầu chỉ còn giết chóc mà thôi. Muốn phá được cái trận pháp này, thầy Nam cũng chưa từng được biết, bởi vì một nửa cuốn sách năm đó ông giật được cũng không hề có ghi chép về pháp trận kia. Ông nhận ra nó chính là vì kinh nghiệm tích góp 20 năm bồn bà. Cậu học trò người bên cạnh nhìn thấy thầy mình đăm chiêu như vậy cũng không muốn dài dòng hỏi thêm gì nữa. Nghỉ ngơi thêm một lát thì hai thầy trò đứng dậy bắt đầu di chuyển tiếp. Càng đi thì thầy Nam lại càng khiếp sợ không thôi. Nếu mà nhầm tính thì đi từ đây đến nơi phát sinh trận pháp chậm nhất phải 4 hoặc 5 ngày đường. Nhưng bây giờ thời gian tính lại thì càng thêm dài hơn, chẳng hiểu đang xảy ra vấn đề gì nữa. Thầy ngừng lại một chút, tay bấm liên tục vào chiếc la bàn, cũng liên tục di chuyển theo kiểu cùng bát quái. Một lúc lâu sau, thầy Nam vỗ đùi một cái kêu lên: Gay thật, không ngờ sát trận vừa hình thành mà có thể đảo loạn được âm dương ngũ hành như thế này rồi. Quay trở lại làng Hạ Du, thầy Diệp lại trở về nhà lúc gần sáng. Hắn lại nhảy từ ngoài hàng rào phía sau nhà đi vào, vừa hay gặp ngay bác trưởng thôn đang đi nhà xí. Nhìn thấy ông thầy, bác cứ vô cùng ngạc nhiên mới e hèm đánh tiếng. Thầy Diệp giật mình cái thột, quay qua thấy bác cứ thì giả bộ nói: Bác cũng đi vệ sinh đấy à? Chẳng biết tối tôi ăn phải cái thứ gì mà đau bụng cả đêm, ngồi trong này ngột ngạt, cho nên tôi đi bón phân cho mấy cái bụi chuối nhà bác luôn đó. Nói xong, ông ta đi thẳng vào nhà, ánh mắt lấm lét. Từ phía sau bác cứ nhìn theo ông ấy với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Chẳng hiểu sao trong lòng bác lại dâng lên một nỗi bất an, không nói nổi thành lời. Vừa lúc này gió lạnh ập đến, cắt đứt đi nguồn suy nghĩ đang miên man. Hai ngày nữa trôi qua trong yên bình. Người dân đã dần dần lấy lại cuộc sống bình thường sau vụ mất tích bí ẩn của Chu Liêm. Lúc này cô Hoa vợ chú ấy giống như bị phát điên, có khi ngồi ngẩn ngơ cả ngày trước cửa, còn đói còn khóc cũng mặc kệ. Có hôm người ta nhìn thấy cô một mình ra ngoài con suối, quỳ gối ở đó khấn vái cả đêm. Cứ như vậy, họ sợ cô Hoa cũng không trụ được mất. Trong cái làng Hạ Du thì có vợ chồng cô Hỷ chú Cố. Hai người lấy nhau cũng đã hơn 30 mà nay mới có đứa con đầu lòng. Chẳng hiểu tại sao mấy hôm liền, cô cứ có một cảm giác lạnh tóc gáy, không biết là nguyên nhân do đâu. Đêm trước cô nằm mơ thấy có người bắt đi, sau đó trói hai tay hai chân của cô vào 4 chiếc cọc đóng xuống đất, giống như hình dấu cộng vậy. Ác nhân hơn là kẻ đó còn mổ bụng và bắt đứa bé trong bụng cô ra. Mới mơ tới đấy thì cô đã giật mình tỉnh giấc. Chú Cố nằm bên cạnh cũng bị tiếng hét của cô làm cho tỉnh giấc theo. Nhìn thấy mặt vợ mình trắng bệch, chú mới hỏi: Sao thế mình? Sao nửa đêm mà hét ầm lên vậy? Mình mơ ác mộng đấy à? Cô Hỉ du lên bần bật, nắm lấy tay chồng khẽ nói: Em mơ ác mộng, ghê lắm mình ơi. Có người bắt em, có người muốn bắt con của chúng ta mình ơi. Chú Cố vỗ vỗ lưng vợ an ủi: Ôi giời, bụng ngày càng to, áp lực ngày càng lớn. Chắc do mấy hôm nay mình khó ngủ cho nên đầu óc mụ mị. Thôi chịu khó ngủ đi mình ạ, có ngủ mới có sức mà nuôi cục cưng của chúng ta nữa chứ. Nằm xuống anh ôm hai mẹ con nào. Đỡ vợ nằm xuống, ôm cô vào lòng, tay không ngừng vỗ vỗ phía sau lưng, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của vợ, chú Cố mới dừng lại. Chú cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm khi mặt trời vừa ló là cô Hỉ đã dậy rời giường. Cả ngày nay cô không tập trung làm được việc gì. Cái giấc mộng khi tối nó cứ vang vẳng bên tai, hình ảnh đứa bé đỏ hòn bị móc ra khỏi bụng, kèm theo sợi dây rốn, khiến cho cô như muốn nôn hết những gì đã ăn ở trong bụng ra ngoài. Buổi chiều khi đang tha thần trước nhà, cô mới gặp thầy Diệp đang đi dạo. Cô đứng dậy lễ phép chào ông ấy: Chào thầy ạ, thầy đi dạo đấy ạ. Thầy Diệp cũng đáp lại: Chào cái Hỉ nha, này sao mặt mũi phờ phạc thế cháu, mà trên trán giống như là có âm khí vậy đó, lại đây tôi xem cho nào.
Nói rồi thầy Diệp đi đến bên chiếc bàn tre nhà cô Hỷ đặt ngay ở trước cửa. Cô Hỷ cũng đi đến ngồi xuống. Thầy Diệp nhìn thẳng vào mặt cô, sau đó mới hỏi: mấy ngày hôm nay không ngủ được đó hả cháu? Nhìn mặt phờ phạc quá à? Có chữa thì phải ăn uống, ngủ nghỉ cho điều độ vào chứ. Lúc này thì cô Hỷ mới thừa chuyện: dạ, thưa thầy, chẳng hiểu sao mấy ngày nay cháu thường mơ thấy ác mộng. Mấy ngày trước thì cũng gọi là mơ bình thường thôi. Chẳng hiểu sao tối hôm qua mơ thấy có người bắt đi, trói tần trần, trói tay cháu rồi mở bụng, mổ bụng bắt con cháu đi thầy ạ. Thầy xem giúp có vấn đề gì không? Thầy Diệp mới đáp: đưa tay để tôi xem cho nào. Trước đây thầy cũng biết chút ít nghề thuốc à? Bắt bệnh trước rồi mới làm những cái chuyện khác sau. Ông ấy bắt mạch cho cô Hỷ, mặt lúc nhăn lúc giãn. Chú Cố chẳng biết đã đứng phía sau cô Hỷ từ khi nào. Đợi khi mà thầy Diệp vừa buông tay vợ ra thì mới hỏi: vợ cháu có cái bệnh gì không thầy? Ông thầy lắc đầu nguầy nguậy: hiện tại không thấy cái vấn đề gì à? Mạch đập vẫn ổn định, mạch thai thì đều. Mấy ngày nay cô có đi đâu vào mấy cái chỗ am miếu thờ hay đại loại đám ma đám dỗ hay tiếp xúc với xác chết nào không? Hai vợ chồng chú Cố im lặng không đáp mà đang suy nghĩ xem có đi đâu không. Phải mãi một lúc lâu chú Cố mới nói: Chúng cháu không có đi đâu lung tung cả thầy ạ. Từ cái đợt thằng Liêm chết đến nay, hai vợ chồng cháu chưa rời khỏi làng lần nào. Có mấy hôm trước vợ cháu qua nhà thăm chị Hoa thôi. Nghe thấy thế, thầy Diệp mới khẽ nói: lạ nhỉ, không đi đâu mà lại có được cái khí âm trong người. Mà thôi, cái này không phải là bệnh trong thân thể phát sinh, mà nó từ bên ngoài xâm nhập vào đó. Khí lạnh đại loại là hơi người chết, hay là ở những nơi mà âm thịnh dương suy ấy. Khí này nó vào người, khiến cho con người cảm thấy mỏi mệt, lâu lâu cảm giác lạnh gáy, giống như đang có ai nhìn mình vậy đó. Và cuối cùng là hay làm cho đầu óc chúng ta mờ ác mộng. Nghe thấy thế, chú Cố mới ngắt lời: thế thầy ơi, bây giờ chúng cháu phải làm sao? Thầy giúp vợ chồng cháu vậy ạ. Thầy Diệp đưa tay ra hiệu cho chú Cố bình tĩnh ngồi xuống, rồi ông mới nói: hai đứa cứ bình tĩnh, chuyện này không làm khó được ta mà. Nói rồi ông ấy lấy trong túi áo ra hai lá bùa, một lá màu đỏ chót, một lá lại có màu vàng đậm. Lá màu vàng gấp bỏ dưới gối của cái Hỷ, còn cái màu đỏ đặt dưới bát hương gia tiên trong nhà là được rồi. Tối nay nấu một nồi nước lá, tắm cho khỏe người. Nhớ uống nước ấm pha gừng vào cho nó xua đi hơi lạnh trong người ra. Buổi tối không được ra khỏi nhà quá muộn. Tạm thời cứ làm như thế thì đảm bảo là không mơ thấy ác mộng. Nhận hai lá bùa từ tay thầy Diệp, vợ chồng cô Hỷ vui mừng. Chú Cố đáp: chúng cháu cảm ơn thầy nhiều ạ. Tối nay mời thầy ở lại dùng cơm với vợ chồng chúng cháu. Thầy Diệp xua xua tay: thôi thôi, tôi xin kiếu. Nay tôi có chuyện rồi, hẹn hai vợ chồng khi khác vậy. Nói rồi ông ta đứng dậy rời đi. Chương 6: Thất mệnh sát trận hình thành. Đêm hôm sau, thầy Diệp lại lèn ra khỏi nhà bác trưởng. Chỉ một cái nhún nhảy, ông ta đã nhảy ra khỏi hàng rào phía sau vườn. Con đường làng bây giờ khá vắng lặng, sương đen dập dờn trên mặt đất, nhìn vào giống như đang ở cõi u minh, chứ không còn là nhân gian nữa rồi. Chỉ thấy ông ta đi đến giữa làng, nơi đặt mắt trận. Mấy con chó gần đó thấy vậy cũng chu lên mấy tiếng, sau đó thì cúp đuôi chạy mất. Thầy Diệp mới ngồi xuống đất, lấy con dao nhỏ trong túi ra, cắt máu nơi cổ tay nhỏ xuống mắt trận. Chỉ thấy một đốm nhỏ lóe lên rồi vụt tắt. Từng cái làn sương mù từ trong mắt trận tràn ra ngoài, dần dần che kín khắp cả làng. Từ bên trong đấy có vài bóng người vụt lao qua, lao lại, giống như là những linh hồn. Ánh mắt của thầy Diệp khi nhìn vào những chiếc bóng đó thì hắn ta nở một nụ cười ghê rợn. Cùng lúc này thì những nốt màu đen trên người hắn lại phát tác, da mặt nổi lên những cục mụn đen lúc nhúc ở bên trong. Hắn đau đớn khuỵu một chân xuống đất, hai tay đưa lên mặt cào mấy cái cho bỏ cơn đau. Sau đó mới lấy ra viên thuốc màu đen nhét vào miệng mình. Một lúc sau khuôn mặt lão ta cũng trở lại bình thường. Lão nghiến răng nghiến lợi mà nói một mình: hành hạ tao như thế là đủ rồi, tao không chịu được nữa. Nói xong lão lấy ra một con rối bằng gỗ nhỏ trong túi,
bên trên đã có sẵn ngày sinh tháng đẻ của ai đó. Đặt con rối gỗ vào chính giữa mắt trận, nhỏ một giọt máu vào trong. Giọt máu nhanh chóng hòa tan vào trong con rối, miệng lão thầy không ngừng đọc chú. Từ đỉnh đầu con rối bốc ra một làn khói trắng nhẹ, miệng lão vẫn lẩm bẩm: tới đây với ta. Lúc này trong nhà, vợ chồng cô Hỷ đột nhiên có tiếng động cọt kẹt vang lên. Cô Hỷ đang nằm ngủ thì bị tỉnh giấc bởi tiếng động. Nhìn ra cánh cửa sổ trước giường ngủ, thấy nó đã bị mở toang từ khi nào. Tiếng động phát ra chính là tiếng cửa bị gió đưa qua đưa lại. Cô lấy tay đập đập vào người chú Cố và khẽ nói: Mình ơi, sao đi ngủ mà không đóng cửa sổ lại, lỡ mưa thì sao? Chỉ thấy chú Cố ư hử mấy cái chẳng nói năng gì cả. Cô Hỷ nghe tiếng kêu khá là khó chịu nên đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, đưa tay ra nắm lấy định kéo vào. Nhưng mà lúc cánh tay cô chạm vào cánh cửa thì bị một bàn tay khác nắm lại. Cảm nhận của cô lúc đó chính là bàn tay lạ kia vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi cả người cô run bần bật. Phải mất vài giây để phản ứng lại, cô Hỷ giật mạnh tay mình vào trong nhà, nhưng cũng chẳng thể nào thoát ra được khỏi bàn tay kia. Cô mới hét lên: Mình ơi, cứu em mình ơi. Chẳng thấy chú Cố nhúc nhích gì cả, mặc dù cô đã cố gắng hét lên hết sức. Rồi phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một người xuất hiện. Cô Hỷ chẳng còn hồn phách nào nữa, miệng vẫn cố gắng gào to tên chồng. Tay cũng cố giật ra. Nhìn thấy người vừa xuất hiện kia, tim cô như ngừng đập. Đó chẳng phải ai khác mà chính là thằng Tuất, còn lão đồng chết cách đây không lâu. Một cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, bàn tay giữ tay cô cũng chính là của thằng Tuất. Cô Hỷ cố lấy lại một chút bình tĩnh để mà khẽ cầu xin: Ôi Tuất ơi, chị xin mày, mày sống hồn tắc tiếng thì về phụ hộ cho cha cho mẹ mày. Lúc mày còn sống chị cũng chẳng bất nhân bất nghĩa với mày. Bây giờ mày chết rồi, sao lại về hù dọa vậy chị? Chị vậy Tuất ơi, mày đừng có dọa chị nữa, chị sợ ở Tuất. Vừa nói xong thì bàn tay đang nắm lấy tay cô Hỷ chợt buông ra. Cô nhanh chóng thụt tay vào, không quên kéo mạnh cái cửa sổ cái rầm. Cả người run cầm cập leo lên giường, tim vẫn còn đang đập thình thịch vì sợ. Đứa con trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ nó nên cũng đang đạp liên tục ở trong bụng. Nhìn thấy chồng nằm im không nhúc nhích gì cả, cô tức điên người đạp mạnh một cái vào lưng chú Cố. Cứ tưởng là cú đạp sẽ cho chú ấy tỉnh giấc, nhưng mà không. Chân cô đạp vào lưng chồng thì nghe tiếng bụp một cái, giống như đạp vào một thanh củi mục. Cô Hỷ vội hét lên: Ôi mình ơi, mình có sao không mình? Mình ơi. Cô nắm lấy vai chú Cố kéo mặt quay về phía mình. Nhưng khi xoay được người chú lại thì đó không phải là khuôn mặt chồng cô, mà chính là của thằng Tuất. Một giọng khàn khàn lạnh lẽo âm u mê vàng lên: Chị à, sao chị đạp gãy xương sườn em? Chị xuống dưới chơi với em đi. Đi xuống dưới chơi với em. Cô Hỷ hét lên lần nữa, tay chân giãy nảy, muốn vùng chạy ra khỏi giường. Nhưng mà cô lại vấp, rồi ngã đập mạnh xuống dưới đất một cái thật đau. Cô bị choáng váng, cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng mà một đôi chân hôi thối thì chóc lòi cả xương xuất hiện ngay trước mặt cô. Một cái mùi thối khiến cho cô oe lên một cái, rồi nôn thốc nôn tháo những thứ có trong bụng ra ngoài. Cô mới thều thào: Tha cho tôi mà. Cô Hỷ gắng nhịn cơn đau từ trên đầu để đứng dậy nhưng mà bất thành. Rồi một âm thanh ma mị vang vọng vào tai như đang mời gọi: Đi theo tao. Ánh mắt cô dần dần đơ ra, giống như là bị thôi miên. Cô đứng bật dậy, chân bước thẳng ra khỏi phòng ngủ, mở cửa chính rồi đi ra ngoài, chìm dần vào bóng tối. Lúc này căn nhà lại trở về trạng thái im ắng. Tiếng thở đều đều của chú Cố vẫn vang lên. Chuyện mà âm mưu gã thầy tàu, tập cuối. Phía ngoài đường, bóng lưng cô Hỷ đi lùi thùi trông như một con rối vậy. Làn sương đen kịt bao vây xung quanh cô lại càng tăng thêm khung cảnh rùng rợn ghê người. Khi mà đến giữa làng, cũng chính là mắt trận, thì thầy Diệp đã chờ sẵn tại đó. Nhìn thấy người cần tìm đã đến, liền mỉm cười. Chẳng để mất thời gian, lão ta lấy đồ trong túi ra. Đầu tiên là một cuộn kim chỉ màu đỏ, một lá bùa và một cây cọc gỗ bằng cây hòe trên 100 năm tuổi, được vót nhọn như một chiếc đinh. Và cuối cùng thì là một con dao.
cắt một chấm ngay đầu ngón tay cho máu chảy ra. Sau đó chấm giọt máu ấy lên trán cô Hỉ, miệng bắt đầu đọc chú lầm rầm. Sương mù chợt tản ra tạo thành một vòng tròn xung quanh hai người. Một lúc sau, cô Hỉ chợt từ trạng thái mơ hồ tỉnh lại, nhưng không tài nào cử động được cơ thể mình. Cô nhìn thấy người đang đứng trước mặt chính là thầy Diệp, mới liền thều thào: Thầy làm gì tôi vậy? Thầy làm gì tôi? Thả tôi ra, không tôi la lên bây giờ. Lão thầy nhìn cô rồi cười gằn giọng: Mượn nhờ thân xác cô dùng cho việc của tôi thôi. Xong việc, tôi sẽ siêu độ cho mẹ con cô. Cô Hỉ vội hét lên, nhưng mà giống như giọng nói chỉ vang ra khỏi cổ và rồi tan biến mất vậy. Cô hoảng sợ muốn làm cho cơ thể cử động theo ý mình, nhưng mà chẳng tài nào làm được nữa rồi. Lão thầy thấy vậy liền nói vài câu an ủi: Yên tâm, sắp xong rồi. Không đau, không có đau đâu. Miệng lão ta vẫn tiếp tục niệm chú, một lúc sau mới dừng hẳn. Chỉ thấy hắn lấy con dao sắc lẹm bóng loáng ra, đưa trước mặt cô Hỉ 9 lần, sau đó đặt cô nằm dưới đất, vạch áo cô ra. Cái bụng bầu nhô lên thật cao, kèm theo bầu ngực cũng lộ ra khỏi vạt áo. Ấy vậy mà hắn chẳng thèm nhìn một cái, cầm con dao xoay ngược cái vuốt trên bụng cô Hỉ mấy cái. Cái lạnh của con dao khiến cho cô cảm giác như bị rớt vào trong một hầm băng. Cô Hỉ vẫn cố gắng năn nỉ xin tha: Tôi xin ông tha cho tôi. Tôi làm trâu làm ngựa cho ông mà. Xin ông tha cho mẹ con tôi. Hắn ta chẳng nói gì cả, lại dùng máu của mình vẽ một lá bùa máu lên bụng cô Hỉ. Sau khi vẽ xong, hắn dùng con dao rạch thẳng một đường lên bụng. Máu bắt đầu chảy ra xối xả. Nhìn thấy máu như là tiếp thêm sức mạnh, lão thầy Diệp cười lên man rợ. Hắn lại mạnh tay hơn. Cô Hỉ lúc này như chết đi sống lại vì bị mổ bụng sống. Ánh mắt cô nhòe đi, chân tay không thể nào cử động được nữa. Ý thức thì mơ hồ dần, mắt dần tối. Trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy lão Diệp móc từ trong bụng cô ra. Đứa bé con còn nguyên dây rốn, và chân tay thì đang đung đưa loạn xạ. Chỉ tiếc là cô đã không tài nào mở mắt ra được nữa. Chợt một thứ chất lỏng mát lạnh được tạt lên mặt. Lão Diệp đứng bên cạnh, nắm đứa con của cô mà nói: Mày chưa thể chết được đâu. Mày nhìn con mày lần cuối đi. Đứa bé chưa đủ ngày đủ tháng, chỉ mới hình thành phần con người mà thôi. Bây giờ bị móc ra khỏi bụng mẹ, chỉ còn thoi thóp vài hơi thở. Nhìn thấy hiện trạng như vậy, cô Hỉ mắt nhòe đi, trong tim đau quặn. Vết cắt da cắt thịt không thể đau bằng nỗi đau nhìn đứa con của mình chết từ từ. Chợt một nỗi căm hận từ trong tâm cô lan tràn. Ánh mắt bỗng chuyển từ trạng thái trắng sang màu đỏ tươi như máu. Cô mới thều thào: Tao nguyền rủa mày. Tao nguyền rủa mày đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Tao đi theo mày mãi mãi. Tứ ma quỷ mày, mày chết không yên thân đâu. Mày chết không được. Nói còn chưa hết câu, máu từ trong miệng cô trào ra. Cô Hỉ chết ngay tức khắc. Đôi mắt đỏ thẫm vẫn còn nhìn chằm chằm vào lão Diệp. Cùng lúc cô chết thì đứa bé con cũng thôi cục cửa. Nhìn thấy cảnh này, lão ta mới nở ra nụ cười mãn nguyện. Hắn đặt lại đứa bé vào trong bụng cô Hỉ, sau đó thì dùng kim chỉ đỏ khâu bụng lại. Sau khi khâu xong, hắn vẽ lại lá bùa bằng máu khi nãy, tiếp tục dùng cây cọc nhọn bằng gỗ hòe đâm xuyên qua đầu cô Hỉ từ bên này qua bên kia. Đây là một phương thức yểm linh hồn độc ác của tà giáo. Đầu người chính là nơi ở của linh hồn. Nếu như mà dùng cọc gỗ bằng cây hòe đâm vào thì chính là giam giữ linh hồn người chết không được thoát ra. Sau 7 ngày như vậy thì oán khí người chết sẽ biến thành quỷ có sức mạnh vô biên, và người chết lại đang có mang thì sẽ tạo thành một lệ quỷ và một quỷ thai mạnh mẽ ác độc vô cùng. Cộng thêm một lá bùa trấn hồn trên bụng của thai phụ, sau 7 ngày người luyện bùa sẽ sai khiến được cả hai. Sau khi xử lý xong cái xác cô Hỉ thì lão Diệp đưa xác hai mẹ con đi đến nơi y chôn hình nhân có ngày tháng năm sinh của cô trước đó. Đào đất và lấp lại, dán thêm một lá bùa lên cái xác xong xuôi, lão ta mới trở về nhà. Khi vừa vào đến phòng ngủ của mình thì bất ngờ bác cử xuất hiện. Hai người nhìn thấy nhau khiến cho thầy Diệp giật mình đánh thột một cái. Lão ta gượng cười: Ồ, sao bác lại đứng đấy?
tôi bị đau bụng quá nên đi vệ sinh chút thôi. Thôi, xin phép bác. Nhìn theo bóng lưng của thầy Diệp, trong lòng bác Cừ chẳng hiểu sao dấy lên một chút lo âu không nói nổi thành lời. Sáng sớm, khi bình minh vừa ló dạng thì có tiếng kêu râm ran ngoài đường. Bác trưởng làng bước ra ngoài ngõ, liền thấy chú Cố chồng cô Hỷ chạy hớt hải trên đường, miệng không ngừng gọi: Hỷ ơi, em đâu rồi? Em đi đâu thế Hỷ ơi? Về đi em, Hỷ ơi. Bác Cừ đi ra túm lấy tay của chú Cố lại mà hỏi: Cái thằng Cố, mày làm cái gì cái Hỷ sao mà mới sáng sớm làm ầm cả làng cả xóm lên vậy hả? Chúng mày tính phá làng phá xóm nè. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, nó đang mang bầu thì chuyện gì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ. Bác ấy chưa nói xong, chú Cố đã giật tay ra. Trời ơi, bác nghĩ cháu là cái loại vũ phu đấy à? Vợ cháu chẳng hiểu sao mất tích rồi. Cái lúc tờ mờ sáng cháu tỉnh dậy, thấy cửa nhà mở toang ra, tìm mãi không có thấy vợ đâu. Trời vừa tờ mờ sáng, cháu đi khắp làng tìm gọi rồi mà chẳng thấy cô ấy đâu nữa cả. Lúc này trong đầu bác Cường lại hiện ra hình ảnh mấy đợt gần đây bắt gặp thầy Diệp cứ đi ra ngoài khi mà mờ sáng. Mãi miên man suy nghĩ, chú Cố lại chạy đi khắp làng, vừa chạy vừa gọi tên vợ, nhưng mà cũng chẳng tìm thấy đâu. Cứ thế trong làng xảy ra chuyện hai người mất tích kỳ lạ, càng khiến cho bà con trong làng thêm hoang mang lo sợ. Mấy cụ cao niên thì suốt ngày ăn rồi nói là làng này bị dính lời nguyền chết chóc rồi. Người thì nói là phải mời thầy cúng về cúng, nhưng mà con người thì lại phản bác, vì hiện tại trong làng cũng có thầy Diệp là thầy cúng rồi đấy thầy. Đêm này, thầy Nam và cậu đệ tử tên Tín vẫn miệt mài lần theo dấu vết dị tượng của thất mệnh sát trận. Nhưng mà càng lần theo thì lại càng mất dấu, thầy Nam đứng lại nghỉ bên đường. Không ngờ, sát trận sau khi thành hình thì nó liên tục thay đổi kiểu cung bát quái ngũ hành. Bây giờ dấu vết của nó bắt đầu xoay chuyển liên tục rồi, nếu không nhanh chóng tìm đến nơi phát sinh trận pháp, ta e rằng sẽ có nhiều mạng người chết oan nữa. Hai ngày trôi qua, sau khi mà cô Hỷ mất tích, trong làng đâu đâu cũng thấy mấy bà, mấy thím, thậm chí là các ông cũng tụm lại bàn tán với nhau. Trong lòng bác Cừ cứ như là có lửa đốt, chẳng hiểu sao dạo này trong làng xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Nhìn thấy ông thầy Diệp giờ đây, người bác cứ gai gai như là gặp cơn gió lạnh vậy. Chẳng hiểu cảm giác đấy là gì nữa. Bác định bụng ngày mai đi ra khỏi làng, tìm đến ngôi chùa cổ cách đấy không xa, mời mấy vị sư thầy về lập đàn giải hạn cho làng. Đêm vừa đến, từ trong nhà lão Đông, bố của thằng Tuất, chết cách đó không lâu, thì mới có người đi ra. Người này đầu tóc bù xù, miệng vẫn luôn lẩm bẩm: Trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Người này chẳng phải ai khác mà chính là lão Đông. Từ ngày thằng con quý tử của lão chết đi, thì lão 7 ngày sầu, 1 ngày tỉnh, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, đi khắp làng quậy phá. Giờ đây lão mất đi cái biệt danh Đông Đồ Tể, mà thay vào đó thì là Đông Điên. Chẳng hiểu sao đêm này mụ hợi đi đâu mà để lão lang thang một mình ra đường. Cả con đường vắng lặng, lâu lâu mới vang lên vài tiếng ư ử của mấy con chó. Trên tay lão Đông lúc này đang cầm thứ gì đó cựa quậy, chỉ thấy lão đưa lên miệng cắn ngấu cắn nghiến mà lẩm bẩm: Thở toàn hết chúng mày hại chết con tao. Nhìn kỹ hóa ra gã đang nắm mấy con rắn còn sống bỏ vào miệng mà nhai ngon lành. Máu từ trong miệng lão nhỏ ra ngoài, trông chẳng khác nào một con quỷ đang đi hút máu người vậy. Lúc này tại một góc khác của làng, thầy Diệp đang ngồi làm phép. Y đọc chú ngày một nhanh, sau cùng chỉ nghe thấy như tiếng rít ở trong miệng. Lão Đồng cách đó không xa chợt đơ người một lúc, những khúc thịt rắn trên tay rơi xuống đất. Ánh mắt vô hồn, lão bước đi vào trong màn đêm. Một lúc sau thì xuất hiện trước mặt thầy Diệp. Y nhìn thấy lão Đồng thì mỉm cười nói thầm: Nhanh, nhanh. Y nhanh chóng nhét thứ gì đó vào trong miệng lão Đồng. Khi vừa nuốt một lúc thì lão bắt đầu nôn mửa. Những thứ vừa nãy ăn liền bị nôn ra một đống. Chẳng biết là nôn đến bao lâu thì lão Đồng mới dừng được nôn, mặt vẫn vô hồn như một con rối. Thầy Diệp lại lấy ra một viên thuốc khác, nhét thẳng vào miệng lão mà nói: Ăn đi. Khi viên thuốc này vừa xuống bụng thì cả người lão Đồng bằng mắt thường có thể thấy đã bắt đầu co rút lại. Thân hình gần một tạ của lão gần dần dần gầy đi như người bị đói thường niên vậy. Miệng lão chợt kêu lên: Đói, đói quá, cho tôi ăn, thực đói quá.
Lão Diệp lúc này mới lấy từ phía sau ra một chiếc giỏ bằng tre đã chuẩn bị từ trước. Bên trong có thứ gì đó phì phì như rắn hổ mang. Vừa thấy cái giỏ tre, lão Đồng mới giật lấy, thò tay vào bên trong, túm ra một con rắn chẳng thèm nhìn, lão đưa thẳng vào miệng mà nhai ngấu nhai nghiến. Con rắn bị cắn đứt mất một miếng thịt to, nó liền há miệng ra táp ngay vào tay lão Đồng. Nhìn cái phần mang bành lên, chính là một con hổ mang vô cùng độc. Ấy vậy mà lão ta cứ như người gỗ, miệng không ngừng cắn thịt con rắn, cho tới khi chẳng còn gì nữa cả. Tiếp tục lại đưa tay vào trong, lần này bắt ra một con cóc tía, sau đó lại nhét vào miệng lão Đồng. Chỉ thấy lão nhè cái đầu con cóc, cắn một cái tứa cả máu ra mà nhai nhồm nhòa. Nhìn vào cảnh đó, người ta có thể liên tưởng đến một con quỷ khát máu. Người bình thường nếu như ăn phải cóc tía và cả thịt rắn hổ mang thì đã chết rồi, nhưng mà đây lão Đồng vẫn sống sờ sờ. Sau khi ăn xong con cóc thì lão ta còn thè cái lưỡi ra liếm quanh mép, máu mủ cóc vẫn còn dính nguyên đó. Thầy Diệp lại lấy ra một con dê to vô cùng, toàn thân nó toát lên màu đen tuyền xen lẫn màu tím than. Con dê to như cỡ bắp tay của đứa bé 3-4 tuổi. Cái miệng của nó lởm chởm hàm răng, khi bị lão Diệp bắt ra thì còn nhe răng định táp vào tay y. Những đôi chân chuyển động liên tục, gã thầy lại đút con dê vào trong miệng lão Đồng. Con dê nhanh chóng táp ngay mép lão ấy mà cắn rồi nhả độc ra. Nhưng với lão Đồng thì giống y như là muỗi đốt inox vậy. Một lát sau, khuôn mặt của lão dần dần chuyển sang màu đen giống như có vết bầm. Sau một lúc lại chuyển qua màu khác, chẳng khác nào một con kỳ đà đang đổi màu. Sau cùng thì cả người lão cứng đơ như một khúc gỗ và rồi đổ ầm xuống đất. Nhìn thấy vậy, tên thầy Diệp đứng bên cạnh nở ra một nụ cười mãn nguyện vô cùng. Hắn lại tạo thêm được một vòng ma đói bằng 3 loại độc trùng vô cùng mạnh mẽ. Hắn lại kéo xác của lão Đồng đi ra một hướng khác trong làng. Nơi đó chôn sẵn con rối có ngày sinh tháng đẻ của lão Đồng. Phía sau lão, thầy Diệp ở không xa. Lúc này từ trong màn sương mù có một người luôn theo dõi không rời mắt. Từ khi phát hiện lão Đồng cho đến khi xác của ông ta được kéo đi, người này luôn theo sau không dám phát ra một âm thanh nào khác. Phía trước, thầy Diệp sau khi bỏ cái xác xuống đất thì cũng không quên dán một lá bùa vàng vào đầu cái xác, sau đó thì lấp đất lại. Trời cũng gần sáng, lão ta đang định quay về, chợt phát hiện từ trong màn sương có người đang theo dõi mình. Nở ra một nụ cười tà ác, gã mới nói thầm: chưa tới lượt mày chết đâu, nhưng mà hôm nay mày phát hiện ra bí mật của tao thì để tao tiễn mày luôn. Nói xong, y đọc một câu chú từ trong miệng, trên tay ném ra một lá bùa bốc cháy. Ánh lửa vừa bùng lên thì thân hình của y cũng biến mất. Người đang theo dõi từ xa xa sau khi thấy ánh lửa thì không thấy thầy Diệp đâu nữa cả. Ông ta cũng hơi chột dạ, định quay người rời đi thì phía sau lưng bỗng có một làn gió lạnh thổi đến. Sương mù ùn ùn kéo đến xung quanh, một giọng nói âm u vang lên: nhìn nãy giờ đã chưa? Tao tính tha cho mày vài ngày nữa, nhưng mà không ngờ mày tò mò theo dõi tao. Hôm nay để tao tiễn mày đi. Người đàn ông đó không ai khác chính là bác trưởng thôn. Mấy nay ông ấy cứ thấy thầy Diệp ra ngoài đêm muộn, cho nên trong lòng vô cùng nghi vấn. Hôm nay khi vừa chuyển qua ngày mới thì ông ta lại ra ngoài, cho nên bác cừ liền đi theo và bắt gặp cảnh tượng hãi hùng khi nãy. Bác nghe giọng nói của gã thầy Diệp sau lưng thì quên cả nỗi sợ hãi, quay người mà nói: Tôi không ngờ ông là ác quỷ chứ không phải là người nữa rồi. Ông đến làng chúng tôi có mục đích gì? Tại sao lại giết những người dân vô tội? Ông không nói thì tôi la lên để bà con chạy đến đó. Gã thầy mới cười gằn: mày la đi, mày có la bể cổ cũng chẳng ai nghe đâu. Tao nói cho mày biết, làng này bị tao bố trận yểm bùa rồi, chúng mày cũng chẳng chạy đi đâu được nữa. Ngoan ngoãn làm vật hy sinh cho tao đi. Chương 7: Trận chiến cuối cùng kết. Bác cừ lúc này muốn chạy đi kêu người dân, nhưng mà chẳng thể nào nhúc nhích được nữa. Chợt một bàn tay xương sầu thò từ trong màn xương phía sau ra, đặt lên vai của bác. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc theo toàn thân, sau đó cả người cảm giác như bị rút đi thứ gì đó vậy. Ánh mắt của bác cừ dần dần trở nên vô hồn, tay sụi lờ. Lão thầy Diệp lúc này mới đi đến bên cạnh, rút ra một viên thuốc màu đen nhét thẳng vào miệng bác cừ.
chỉ thấy cả người ông ấy sau khi nuốt viên thuốc thì vặn vẹo đau đớn. Máu từ thất khiếu chảy tràn ra, nhỏ thành dòng xuống dưới đất. Dần dần khuôn mặt bác ấy chuyển sang trắng bợt vì mất máu quá là nhiều. Đột nhiên trên tay gã thầy mới xuất hiện một cây cọc nhỏ. Gã chẳng ngần ngại chọc mạnh một cái xuyên thấu cổ họng của bác cư. Chẳng có tiếng rên la hay đau đớn nào phát ra. Cổ họng chỉ phát ra được mấy tiếng ặc ặc và rồi im bặt. Cả thân hình đồ sộ bác cư đổ ập xuống đất. Gã thầy Diệp nhanh chóng cõng cái xác đến nơi cần chôn. Theo dự tính của lão thì bác cư chính là mắt trận cuối cùng. Nhưng mà không ngờ bị ông ấy phát hiện, cho nên hắn sẽ phải kích hoạt mắt trận này trước tiên. Sau khi chôn xác xuống đất, lão rạch tay mình vẽ một lá bùa lên khuôn mặt bác cư. Sau đó thì đọc chú thật nhanh. Chỉ thấy mặt lão ta toát ra từng dòng mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng. Một tiếng sấm chợt nổ lên đánh xoẹt trên bầu trời. Gã thầy nghe tiếng sấm thì dừng lại miệng mỉm cười. Lúc này, thầy Nam đang ngồi đăm chiêu bên chiếc đèn nhỏ. Cậu học trò Tín đang ngáy khò khò bên cạnh. Chiếc la bàn bên cạnh chợt xoay tròn rồi cây kim vàng chỉ về một hướng. Thầy Nam mới giật mình bấm tay. Một lúc sau thì ông ấy lẩm bẩm: "Không ngờ, không ngờ, trời cũng giúp ta rồi. Tín con, dậy nhanh, ta phát hiện được phương vị của thất mạnh sát trận rồi." Cậu học trò bị gọi giật mình tỉnh giấc. Nghe sư phụ nói tìm được nơi cần đến, cậu cũng tỉnh hẳn. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hai thầy trò chạy băng rừng đi ngay trong đêm. Vừa thở hổn hển, Tín vừa hỏi: Mấy hôm trước không tìm được, mà sao nay tìm được vậy thầy?" Thầy Nam vừa chạy vừa giải thích cho học trò hiểu. Thật mệnh sát trận phải tích hợp mạng của 7 người, trong đó sẽ có oán niệm, quỷ nhi, vong ma đói và một vài người có mệnh cách đặc biệt nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai thầy trò cứ vậy chạy theo hướng kim la bàn chỉ dẫn. Khi nào mệt thì nghỉ, hết mệt lại chạy tiếp. Đã trôi qua một ngày, kim la bàn quay càng nhanh và trong lòng thầy Nam lại càng dâng lên nỗi lo lắng bất an. Sau khi kích hoạt mắt trận cuối cùng thì trước tiên lão thầy Diệp nhanh chóng tìm kiếm con mồi tiếp theo để kích hoạt hết được sát trận. Người trong làng ngày hôm nay đang bàn tán xôn xao chuyện bác cừ chẳng biết đã đi đâu mà lại không thấy. Và xung quanh làng chợt xuất hiện sương mù màu đen bao quanh lấy cả làng. Không gian trong làng thì vẫn nhìn thấy được, nhưng mà hễ muốn bước ra thì chẳng nhìn thấy được đường mà đi. Có người mới bạo gan đi vào trong làn sương mù để xuyên ra bên ngoài. Nhưng khi vào trong thì từng hình ảnh kinh dị hiện ra. Những cái bóng người cứ lúc ẩn lúc hiện ngay trước mặt người ấy. Có cái bóng chẳng có đầu ở trên cổ mà tay nắm lấy cái đầu bay qua bay lại. Người này sợ quá co giò bỏ chạy. Nhưng càng chạy, anh ta càng chìm sâu vào trong làn sương mù. Sau cùng thì anh ta đâm phải một người. Khi nhận ra người mình vừa đâm vào thì anh ấy mừng như bắt được vàng. Thầy Diệp ơi cứu tôi, trong này có ma cứu tôi thầy ơi. Anh ta còn chưa nói hết câu thì từ phía sau một bàn tay đã đặt lên vai. Cảm giác buốt lạnh toàn thân và một thứ gì đó như bị rút ra khỏi cơ thể. Anh ta đổ ập xuống dưới đất nhanh chóng, mặt vẫn còn trợn trừng. Lão Diệp lại kéo cái xác đi vào trong màn sương mù khuất dần. Phía trong làng thì nhiều người tập trung quỳ lạy, khấu đầu với màn sương. Người đàn ông đi vào đã nửa ngày mà chẳng hề thấy quay lại. Trưởng làng thì không thấy đâu. Lúc này bà Hợi, vợ lão Đồng cũng bồ cái miệng: "Chả biết cái lão Đồng điên nhà tôi chạy đi đâu mất rồi ấy nhỉ. Mà mọi người có thấy cái ông thầy Diệp đâu không? Chuyện này chúng ta nên nhờ ông ấy xem như thế nào." Có người mới đáp lại: "Tìm rồi, không thấy ông ấy đâu. Trong làng mấy người mất tích cũng chẳng tìm thấy tăm hơi. Có khi nào bất cứ với thầy Diệp cũng mất tích luôn rồi không?" Lại có người đáp: "Thôi, nếu không tôi lại đi vào làn sương mù để xem thế nào. Chứ cứ chờ này không phải cách. Nếu mà tôi thoát được ra ngoài làng thì tôi tìm người đến cứu giúp mọi người." Người thanh niên này đi vào trong làn sương mù ngay. Mọi người đều mong cho anh ta bình an quay trở lại. Nhưng chỉ tầm hơn một giờ sau thì người thanh niên này quay lại thật. Nhưng mà bây giờ tâm trí anh ta như người điên, quần áo rách tả tơi, miệng vừa chạy vừa hét: "Chạy ngay đi có quỷ, chạy ngay đi quỷ." Nói xong anh ta ngất ngay dưới nền đất. Nhiều người bắt đầu hoang mang lo sợ. Cùng lúc này thầy Diệp từ trong làn sương mù đi ra. Trên người ông ta chỉ có bộ quần áo rách tả tơi như người ăn xin. Nhìn thấy cảnh đó, người dân vây lấy thầy Diệp hỏi han. Ông ta mới thều thào: Làm chúng ta mang tội với ai mà bị họ yểm bùa thế này.
tôi xông vào làn sương để tìm lối ra những bất thành đó. Bà con nên cẩn thận nha. Nhà ai thì về nhà đó, không được ra bên ngoài khi tối trời. Tôi sẽ tìm cách phá giải trận pháp, tìm người tới giúp đỡ chúng ta. Tôi dặn thêm lần nữa, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà. Nếu có chuyện gì tôi không giúp được à? Bên trong làn sương mù này có rất nhiều oan hồn lờn vờn. Nếu như đi vào đó bị chúng bắt hồn đi, thì mãi mãi làm nô lệ cho chúng à. Nói rồi ông ta thất thểu đi về hướng nhà bác trưởng làng. Người dân bắt đầu hoang mang, họ chạy toán loạn ai về nhà nấy, kín cửa cài then. Tuy là ban ngày nhưng làng Hạ Du không khác gì một ngôi làng chết chóc bỏ hoang. Ngay cả tiếng con nít thường ngày hay khóc cũng bị người lớn dọa cho nín bặt. Cả ngày hôm đấy trôi qua, khi mà trời vừa nhá nhem tối thì người trong làng cũng tắt đèn hết. Đến những con chó thường ngày hay chạy trong làng vào ban đêm thì hôm nay cũng phải cụp đuôi rúc vào một xó xỉnh nào mất tiêu. Đợi khi đến trời đêm muộn, thầy Diệp từ trong nhà bác trưởng thôn bước ra. Trên mặt y hàng loạt mụn đen lại nổi lên. Hắn đau đớn như muốn đưa tay cào hết những cục mụn đen đó ra khỏi mặt. Đêm nay hắn sẽ phải tìm thêm hai người nữa thì pháp trận sẽ liền mạch. Và sau đó thì hắn sẽ dùng trận này diệt rắn một sừng giải độc ở trong người. Nghĩ tới viễn cảnh thoát khỏi cái chất độc làm hại hắn suốt 20 năm qua mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Rời khỏi suy nghĩ của mình, gã ta đi dọc theo con đường làng. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến rằm, khi đó con rắn một sừng sẽ rời khỏi hàng đi hút tinh hoa từ ánh trăng rằm. Lúc ấy là thời điểm nó mất cảnh giác và yếu nhất. Lão mới đi quanh làng một vòng, sau đó thì trở về nhà. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên trên cao, nhưng mà vì sương mù bao phủ cho nên bên trong làng cũng âm u như trời đang chuyển mưa. Gã Diệp gọi mọi người ra ngoài đường mà nói: hôm nay gọi mọi người ra đây để nói cái chuyện này. Tôi đã nghĩ ra cách phá trận pháp. Cần thêm mấy người tuổi dần và có ngày sáng năm sinh như này như này. Theo tôi vào trong sương mù nè. Tôi cũng không dám chắc có thể phá giải, cho nên là sẽ có nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Ai theo tôi thì theo. Mọi người đều nghĩ tới cái chết thì ai chẳng sợ, chẳng có ai lên tiếng cả. Thấy vậy gã Diệp lặng lặng đi vào trong làn sương mù. Thấy gã đi vào, chợt có người lên tiếng: chết thì chết, thà chết còn hơn ở trong này mà, chết dần chết mòn chứ. Nói rồi người đàn ông ấy đi phăm phăm vào trong cái làn sương mù. Sau khi ông ấy đi thì có thêm 2 người nữa vào. Gã Diệp từ trong màn sương mù nhìn thấy cảnh này thì cũng cười lên mãn nguyện. Khi mà 3 người đàn ông bước vào trong làn sương thì chẳng thấy thầy Diệp đâu nữa. Có người mới lên tiếng: thầy ơi, thầy Diệp ơi. Chẳng một ai đáp lại. Chợt phía trước có tiếng bước chân, 3 người vội vàng đuổi theo. Nhưng đi mãi chẳng thấy ai. Tiếng bước chân phía trước vẫn cứ vang lên đều đều. Rồi cuối cùng đi chẳng hiểu sao 3 người đàn ông lúc này tách nhau ra lúc nào không hay. Họ đường đứng ngơ ngác giữa làn sương mù thì có một bàn tay đem theo hơi lạnh từ phía sau đặt lên vai. Cứ thế 3 người chết bất đắc kỳ tử mà chẳng thể hiểu mình chết kiểu gì. Sau khi giết 3 người ấy, gã Diệp kéo họ đi đến nơi trước đó đã chôn mấy con rối. Có một người bị dư ra nên ăn chôn luôn vào chung với nhau. Xong xuôi cũng dán một lá bùa lên trên mặt xác chết rồi mới lấp đất lại. Một tia sáng nhỏ chạy quanh mặt đất khiến cho cả ngôi làng rung lên như là có một trận động đất vậy. Chỉ một lúc thì dư chấn đó dừng hẳn, người dân bên trong cũng bị một trận sợ hãi đến tột độ. Sau khi rung chấn dừng lại, thầy Diệp bước ra từ trong sương. Người dân thấy gã bước ra thì mới hỏi: sao rồi thầy ơi, mấy người kia đâu, tại sao rung lên dữ dội quá vậy? Gã mới giả vờ bị thương, hò lên mấy cái dính cả máu vào lòng bàn tay mà thều thào: Trận phá vải dài rồi, nhưng còn phải chờ mấy ngày nữa mới hết. Mọi người cứ yên tâm, mấy người kia đang trong kia phá trận theo chỉ dẫn của tôi, mọi người cứ yên tâm đi. Cùng lúc này, bên ngoài làng Hạ Du cách đó không xa, thầy Nam và học trò đã gần tiếp cận được mục tiêu. Bỗng kim la bàn xoay tít và dừng hẳn, thầy Nam mới buộc miệng: không hay rồi, thất mệnh sát trận hoàn toàn kết nối với nhau rồi, chúng ta mất dấu. Vừa nói xong, một tia sét nổ đinh tai nhức óc. Phía xa xa có một đám mây to che kín cả một vùng không gian rộng lớn. Nhìn thấy thế, thầy Nam hét lên: Kia rồi, trời cũng không đành lòng nhìn người vô tội bị sát hại mà. Nhanh đi. Cứ nghĩ là gần,
nhưng mà cũng phải mất thêm một ngày đường nữa, hai thầy trò mới đi được đến địa phận làng Hạ Du. Đứng ở phía ngoài sương mù, thầy Nam lẩm bẩm: Sát khí thật là nặng mà, oán khí cũng không kém. Không ngờ hắn lại ác độc như vậy, dám dùng người vô tội để tạo ra tội ác này sao? Cậu học trò bên cạnh mới nói: Sao chúng ta không xông vào giải cứu người dân ở Tây? Thầy Nam đáp: Nếu mà bây giờ chúng ta xông vào thì người tạo ra trận pháp sẽ biết ngay. Bên trong tập hợp oán khí của 7 người chết oan, cộng thêm oán khí mà hắn tạo ra khi giết người, thì sức mạnh của trận pháp này cho dù có 2 người như ta cũng không làm gì được cả. Nếu mà tự tiện xông vào sẽ bị oán khí ăn mòn ý thức, dần dần thành người điên mà thôi. Tối nay là trăng rằm, chắc hắn sẽ hành động. Khi đó oán khí hắn sẽ tập trung dùng để bắt con rắn một sừng. Chính vào thời điểm ấy thầy trò ta xông vào. Đêm đến thật nhanh, vầng trăng rằm tròn vành vạnh treo trên cao. Từ trong làng Hạ Du, lão Tiệp bước đi về phía giữa làng, sương mù cũng dần dần tản đi. Hắn ngồi ngay ngắn giữa làng, tay cầm bùa bắt đầu làm phép. Chỉ thấy hắn đọc chú liên tục, tay không ngừng phe phẩy mấy lá bùa. Một lúc sau hắn dừng lại đi đến đầu làng. Lúc này từ phía xa xa trên núi, một con rắn hình thể to như cái cột nhà đang ưỡn cao đầu nhìn lên bầu trời. Chiếc sừng của nó đã chuyển sang màu tím đậm, trông bắt mắt giữa màn đêm. Nhìn thấy thế, gã Diệp chạy nhanh về phía con rắn, nhân lúc nó đang thất thần ném qua một lá bùa, tay bấm chỉ quyết nhanh chóng phát nổ. Lá bùa ý muốn làm trọng thương con rắn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ đinh tai và ào lên, rồi ánh lửa bùng ngay trên đầu con rắn. Nó đau đớn gào lên một tiếng, cây đuôi quẫy thật mạnh đập về phía gã Diệp. Hắn nhanh chân nhảy lùi về phía sau tránh được cú quật. Con rắn bị phá hỏng chuyện tốt nên hung tính mới nổi lên, cái sừng trên đầu càng thêm sinh động. Gã Diệp vừa đánh vừa lùi dần vào trong làng, con rắn cũng đuổi theo sát nút không buông. Sau khi tới đầu đường vào làng thì sương mù bắt đầu giăng kín, gã nhảy vào trong rồi biến mất. Con rắn một sừng đang còn căm hận gã nên nó cũng lao vào trong. Con đường nơi nó đi qua tạo nên một vết trượt dài vô cùng sâu. Xác định con rắn đã vào trong trận pháp, gã Diệp chạy nhanh đến mắt trận, miệng đọc chú kết nối trận pháp lại với nhau. Một luồng ánh sáng lóe lên, con rắn lúc này biết mình bị mắc bẫy nên lại càng hung dữ. Tiếng gào của nó chẳng khác nào tiếng sấm nổ. Người dân đang ở trong nhà nghe thấy tiếng gầm thì ai nấy cũng run lên bần bật trong sợ hãi, cố gắng bịt thật chặt lỗ tai để khỏi nghe thấy tiếng gào. Phía bên ngoài, khi gã Diệp mở một lỗ hổng trận pháp để cầu dẫn con rắn thì thầy Nam cũng phát hiện và kéo học trò chạy mất đến một điểm mắt trận lòng lẻo để đi vào trong. Với pháp lực hiện có thì ông ấy và học trò nhanh chóng vào được bên trong. Nhưng mà lúc này chợt nhớ học trò không có pháp lực, cho nên ông ấy dừng lại mà nói: Bây giờ con quay trở lại bên ngoài đi, một khi pháp trận được kích hoạt trở lại thì bên trong này với một chút pháp lực ít ỏi của con, ta e là khó bề đi lại đó, nghe lời thầy. Cậu học trò cũng biết như vậy, nhưng mà cậu không thể nào bỏ thầy mà quay ra một mình. Cậu nắm tay thầy Nam mà nói: Thầy, thế còn thầy thì sao? Còn không thể nào yên tâm khi để thầy một mình đi vào nơi nguy hiểm. Hai người đang đôi co với nhau thì thầy Nam chợt phát hiện sương mù nổi lên răng kín. Biết trận pháp đang được kết nối lại, ông nhanh tay đẩy cậu học trò lao ra phía ngoài, nhưng mà đã chậm mất một nhịp. Trận pháp hoàn toàn kích phát, bên trong làn sương là âm khí dày đặc bao bọc lấy cả hai người. Nếu như người bình thường thì đã phát điên lên rồi. Thầy Nam nhanh chóng lấy ra hai sợi dây chuyền trong túi, đeo lên cổ mình và học trò. Bên trên là hai viên đá được làm từ thiên thạch và được chấn yểm 9981 ngày bên cạnh ngọn núi lửa. Sức nóng bên trong cộng với bùa chú có thể bảo vệ được người đeo không bị âm khí xâm nhập cơ thể, có thể xua tan được hàn băng. Đang định tìm cách tiếp cận trung tâm trận pháp thì chợt tín, cậu học trò la lên: Thầy ơi, có thứ gì đó nắm chân con, cứu con với thầy ơi. Thầy Nam vội vàng niệm chú, nhanh tay bốc một nắm tro được đốt từ gỗ đào vào trong đám sương mù. Sương mù như có chân nhanh chóng tản ra, vừa hay nhìn thấy thân hình của học trò đang bị một con ma đói cắn chặt lấy bàn chân mà lôi vào trong. Thầy Nam giận dữ kêu lên: Ma đói ở đây dám gây nghiệt, thả học trò ta ra. Ông nhanh chóng bắt ấn, tay kẹp lấy lá bùa trấn tà ném mạnh về phía sương mù. Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, lúc này cậu học trò chật vật chạy về phía ông. Dưới chân không ngừng bị một làn âm khí bao phủ, thầy Nam nhanh chóng xua đi âm khí nơi bị ma đói cắn cho học trò. Cũng vì thế mà ngay tại lúc ma đói bị đánh cho chạy đi thì gã Diệp cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của hai người.
Tuy nhiên lúc này hắn chưa biết là ai, cho nên vẫn đang bình tĩnh đánh nhau với con rắn. Con rắn càng đánh nhau thì càng nổi thêm hung tính. Chiếc sừng ở trên đầu của nó hiện ra ánh sáng tím, lâu lâu lại phóng một tia sét nhỏ về phía gã Diệp, khiến cho hắn phải kiêng kỵ không thôi. Hắn nhanh chóng chụp tay lại làm ấn, miệng bắt đầu đọc chú kêu gọi bảy oan hồn hắn đã giết hại trước đó, tạo thành một cái trận pháp oán khí quấn lấy con rắn, hòng tiêu hao sức lực của nó. Thông qua sự sai khiến của đám oan hồn, hắn phát hiện ra người xâm nhập trận pháp chính là vị sư đệ 20 năm trước của mình. Hắn mỉm cười mà nói thầm: "Sư đệ à sư đệ, trần gian có lối đệ không đi, lại chọn lối địa ngục. 20 năm trôi qua rồi mà vẫn còn canh cánh mới thù ơ. Để xem hôm nay hổ chết về tay ai." Hắn nói xong thò tay vào trong túi phía sau, lấy ra một miếng giấy bản. Nhân lúc cả đám oan hồn quấn lấy con rắn, hắn cắt đầu ngón tay, nhỏ ra một giọt máu vào tờ giấy bản. Sau đó dùng tay bắt đầu xé nó thành hình một người giấy, miệng đọc chú một lúc, rồi thả người giấy xuống đất. Chỉ thấy là người giấy dần dần lớn lên, rồi biến thành người thật, với khuôn mặt y đúc như gã Diệp. Thấy pháp thuật thành hình, hắn sai khiến người giấy tiến gần đến con rắn, tấn công nó mấy cái và chạy vào trong màn xương. Hắn cũng đọc chú thu đám oan hồn lại. Con rắn thấy người giấy tưởng là gã Diệp nên nhanh chóng đuổi theo. Thầy Nam và học trò đang lần mò trong sương mù thì chợt nghe thấy tiếng lạo xạo mãnh liệt xông về phía này. Ông nhanh tay hất tín té văng sang một bên. Cùng lúc đó một cái đầu rắn kèm theo mùi hôi thối từ trong sương mù lao ra. Khi này sương mù chợt tan biến. Cách đó không xa, gã Diệp mỉm cười nhìn về phía thầy Nam, rồi lên tiếng trầm biếm: "Đã 20 năm trôi qua mà sư đệ vẫn chỉ làm mấy trò vặt vãnh thôi sao? Tiếc cho sư phụ thu một tên ăn hại." Thầy Nam biết mình bị mắc mưu của sư huynh, nhưng mà không tài nào phân tâm được. Nếu như không rút ra được con rắn này thì có khi hai thầy trò ông phải chết ở đây. Đám âm hồn của gã Diệp cũng được gã tập hợp lại, họp sức với con rắn tấn công thầy Nam. Ông ấy chật vật vô cùng, chỉ có cậu học trò sợ hãi chạy qua nép vào một bên nhìn vào cuộc chiến. Thầy Nam ném ra một nắm hạt đậu, miệng đọc chú. Từ trong đám hạt đậu biến thành mấy quân lính tạm thời thu hút con rắn và đám âm hồn. Thấy pháp thuật đấy, gã Diệp mới cười lên: "Tát đậu thành binh, tát đậu thành binh. Không ngờ sư phụ lại truyền tuyệt học cho đệ. Nhưng mà cứ yên tâm, sau khi đệ chết, nó sẽ là của sư huynh thôi." Nhân lúc rảnh tay, thầy Nam bố trí nhanh chóng một sát trận nhỏ, hòng phụ giúp một tay giải quyết đám âm hồn. Tuy nhiên trận pháp còn chưa được thành hình thì đám quân lính từ hạt đậu hình thành đã bị con rắn đánh cho tan tành, trở lại hình dạng cũ. Ông trong lúc phân tâm cũng bị cái đuôi rắn đập cho văng đi xa, máu miệng liền hộc ra. Cậu học trò đến đỡ ông dậy mà gọi: Thầy có làm sao không thầy ơi?" Thầy Nam gượng đau ngồi dậy, nắm chỉ quyết hít lấy một hơi thật sâu để kìm nén thương thế. Cùng lúc này đám âm hồn xông đến muốn tấn công, chợt từ trên người thầy Nam tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng, xông ra đánh tan đám âm hồn đang xông đến. Gã Diệp thấy thế liền tức giận muốn xông lên, nhưng mà khi này con rắn cũng đã đánh hơi được một sự nguy hiểm từ trên người thầy Nam nên nó mới quay lại tấn công gã Diệp. Thầy Nam sau đòn ấy thì cả người như bị rút đi hết sức lực, mệt mỏi ngã vật ra đất. Cậu học trò đỡ ông dậy, đút vào miệng một viên thuốc nhỏ. Nước mắt cậu ta đã trực trào ra bên ngoài. Sau một lúc nghỉ ngơi kìm nén thường thế, thầy Nam nhìn thấy gã Diệp đang bị con rắn dồn đến nguy hiểm. Ông muốn tự tay mình trả thù cho sư phụ nên lao đến tấn công con rắn thêm lần nữa. Chiếc sừng trên đầu con rắn đã ảm đạm đi rất nhiều, chứng tỏ sức mạnh của nó đã không còn bao nhiêu. Gã Diệp thấy vậy cũng xông lên dồn những pháp thuật tàn ác lên người con rắn. Cứ thế một rắn hai người đánh nhau đến lòng trời lở đất. Thất mệnh sát trận cũng bị phá giải khi đám âm hồn bị thầy Nam diệt. Sau cùng con rắn cũng bị thương thảm hại. Gã Diệp nhân lúc thầy Nam đánh nhau với nó, hắn nhanh chóng lấy đà lao lên, lướt qua đầu thầy Nam, rồi nhanh tay dùng một con dao cắt phăng cái sừng trên đầu con rắn. Nó bị đau quá quằn quại trên mặt đất, cái đuôi cũng quật loạn xạ khiến cho thầy Nam bị một đòn nữa đánh vào giữa người. Ông văng ra xa, máu miệng trào ra thành dòng nhỏ. Gã Diệp sau khi đạt được thứ mình cần, hắn mừng mà hét lớn lên: "Sư đệ, cảm ơn đệ, cảm ơn đệ. Ngày này năm sau, huynh sẽ làm dỗ long trọng cho đệ." Hắn chẳng để ý, nắm chiếc sừng đang còn nhỏ ra chất lỏng màu vàng trên tay, đưa lên miệng mút đám chất lỏng. Lúc này, thầy Nam nhìn thấy đám chất lỏng màu vàng,
thì chợt trong đầu hiện ra câu nói trong sách cổ: sắn một sừng, sau khi cắt sừng thì thứ chất lỏng chảy ra từ bên trong có màu trắng đục như nước gạo sẽ trị được bách bệnh. Tuy nhiên có một loài tương tự như rắn một sừng, nhưng mà sừng của loài này sau khi bị cắt thì sẽ chảy ra một thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Đó chính là thuồng luồng một sừng. Khi nó chuẩn bị độ kiếp hóa rào thì sẽ tìm một khu rừng âm u sinh sống, hấp thu ánh sáng nhật nguyệt để chiếc sừng chuyển dần thành màu đen tuyền, sẽ tới giai đoạn lột xác độ kiếp. Nghĩ tới chuyện đó xong thì gã Diệp cũng đã nuốt hết chất lỏng từ chiếc sừng vào bụng. Thầy Nam hét lên: đừng, nó là thuồng luồng một sừng, không phải là rắn. Gã Diệp nghe đến đó thì cười gằn: thuồng luồng chỉ có truyền thuyết dân Việt các người mà thôi, đừng có đem nó đánh lừa tao. Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì bị con rắn tấn công, một cú quật ngang hông khiến cho gã bay lại gần phía thầy Nam. Con rắn không ngừng lao đến. Lúc này hai người đã bị thương vô cùng nặng. Người dân trong làng phát hiện ra sương mù đã tan đi và thấy thế đánh nhau nên đốt đuốc lao ra. Ánh sáng từ ánh lửa bùng lên khiến cho con thuồng luồng khá là e dè. Nó quật mạnh đuôi về phía thầy Nam và gã Diệp thêm lần nữa. Hai người bị quật không kịp tránh nên bị hất văng ra xa, nằm im ở trên nền đất. Người dân thấy thế cầm đuốc xông lên. Con thuồng luồng sau khi mất sừng thì nó cũng gần như là sắp chết rồi. Sau cú quật cuối cùng, nó ngậm lấy chiếc sừng, nằm lăn lóc trên nền đất, quét ánh mắt căm hận về phía gã Diệp và rồi nhanh chóng lẩn vào trong màn đêm mà mất dạng. Lúc này hai người đang còn hấp hối, gã Diệp trên người hắn căn bệnh cũ lại tái phát. Lần này còn ghê gớm hơn khi bị độc từ chiếc sừng kia kích phát. Cả nốt đen lớn trên mặt như muốn vỡ bung ra. Thầy Nam được học trò dìu đến bên cạnh hắn, ông ấy mới thều thào: 20 năm rồi, tôi chưa bao giờ quên đi mối hận giết thầy năm đó. Đến bây giờ, quả báo cũng báo ứng trên người của huynh. Ác giả ác báo. Sư phụ, ngày ở trên trời có linh tiêng thì nhìn tên phản đồ để đền tội đi ạ. Nói đến đó, ông lại hộc máu thêm một lần nữa. Gã Diệp cũng vậy, hắn đã đến thời khắc hấp hối, cố vươn cánh tay hôi thối với các mụn đen đến gần thầy Nam mà thều thào: sư đệ, ta xin lỗi, hai mươi mấy năm rồi ta cứ u mê trong con đường tà đạo. Huynh hiểu ra rồi, huynh hiểu ra rồi, nhưng mà cũng đã quá muộn. Kiếp sau huynh sẽ làm trâu làm ngựa, bù đắp lại lỗi lầm. Nói đến đó hắn dừng lại, đưa mắt nhìn đám dân làng đang vây quanh, mê thều thào: xin lỗi bà con, nhưng chuyện trong làng đều do một tay tôi thiết kế. Đền anh nhân quả báo ứng, tôi xin lỗi, đành dùng cái chết để tạ tội vậy. Sư đệ, huynh có lỗi với đệ, huynh đi trước. Nói xong các nốt đen trên người liên tiếp vỡ ra, kèm theo mùi hôi thối đồng nặc xông lên, cho đến khi cả người hắn chẳng còn chỗ nào lành lặn. Thầy Nam nhìn thấy thế, nhắm mắt không đành lòng nhìn thấy cảnh ấy. Người chết thì tội cũng hết. Trời bỗng nổi lên sấm chớp, một tiếng gào đau đớn từ trong rừng truyền ra. Con thuồng luồng muốn độ kiếp, nhưng một tia sét đánh từ trên trời xuống, cắt đứt tiếng gào. Nó đã thất bại. Trái tim thầy Nam bỗng nhói lên rồi dừng lại một nhịp. Máu từ thất khiếu bắt đầu trào ra. Cậu học trò thấy thế mới hét lên: thầy, thầy ơi thầy, làm sao thế này, thầy đừng có dọa con. Thầy Nam ngăn cậu ta lại, miệng há ra muốn nói gì nhưng máu lại trào. Ông ho lên mấy cái cho máu ra ngoài mà thều thào nói: sau này con đường con đi không còn ta nữa rồi, hãy cố gắng giữ bản tâm thật tốt, dùng những gì ta dạy cho con giúp ích cho đời. Ta có lỗi không theo con đến khi con trưởng thành. Ông ấy nói xong lại ho lên khụ khụ mấy cái và rồi tắt thở. Hai tay buông thõng xuống đất. Một cơn mưa chợt tới như là ông trời khóc thương cho số phận của thầy Nam. Người dân sau khi được cậu học trò kể lại đầu đuôi câu chuyện thì họ quỳ xuống cấu đầu với thầy Nam. Nếu mà không có hai thầy trò ông ấy thì cả làng coi như là mồi nhử trong bụng thùng luồng rồi. Cậu học trò biết thầy mình cũng chẳng có nơi ở cố định, cho nên xin phép bà con chôn cất ông ấy ngay ở bãi tha mà. Người dân vì cảm tạ ông ấy nên tiễn đưa vô cùng đông. Sau cùng thì cậu học trò tên Tín cũng ở lại làng Hạ Du hành nghề bốc thuốc. Danh tiếng của cậu cũng nhanh chóng lan xa tới khắp nơi, người kéo đến rất là đông.
Bà con làng Hạ Du vì muốn nhớ đến câu ơn của thầy Nam cho nên lập một miếu thờ ngay đầu làng và đặt tên là Miếu Thầy Nam. Câu chuyện xin được kết thúc tại đây. Và chọn bộ của âm mưu gã thầy tàu đến đây là kết thúc rồi. Tôi cứ tưởng là thầy Nam sẽ có những cái màn đấu pháp đỉnh cao và đỉnh cao hơn thầy Diệp cơ, nhưng mà không. Gã thầy tàu nếu mà so sánh pháp lực thông thường và kể cả trận pháp các thứ nhá, thì nếu mà solo một cách công bằng nha, thì mình nghĩ thầy Nam khó lòng mà ăn được thầy Diệp. Thế nhưng mà rất đen. Cái sự xuất hiện của thầy Nam ở đây thì cũng gọi như là cũng không có cái gì gọi là để giải quyết vấn đề cả. Vì giả dụ trong trường hợp mà thầy Nam không xuất hiện thì gã Diệp kia, gã vẫn chặt đứt sừng của con rắn một sừng và sau đó uống cái thứ chất lỏng màu vàng và cuối cùng vẫn cũng chết như thường thôi. Chỉ có điều là thầy Nam đúng thật nhờ sự xuất hiện của thầy Nam mà cũng chả giải quyết con mẹ gì cả. Mình cứ nghĩ là nếu mà có sự xuất hiện của thầy Nam thì con thùng luồng nó sẽ chết và cứu được dân làng, nhưng mà không. Kể cả là không có sự xuất hiện thì gã Diệp kia uống máu của con thùng luồng thì con thùng luồng nó mất sừng, nó vẫn không độ kiếp được và nó vẫn chết. Và dân làng đi ra thì thấy mọi chuyện vẫn như cũ thì cũng chả giải quyết con mẹ cả, đúng không? Hoặc là chúng ta để ý đến một chi tiết là nhờ có thầy Nam mà cái sát trận, thất bệnh sát trận này, thầy mới tiêu diệt hết những cái oán linh trong cái lúc đánh nhau với con thùng luồng ấy, thì cái thất bệnh sát trận mới được giải. Thì khi ấy thì mọi chuyện hợp lý hơn. Đúng rồi, thì khi ấy thì con thùng luồng chết, gã Diệp chết và mọi chuyện dân làng mới trở lại cuộc sống bình thường được. Chứ kể cả nếu như mà gã Diệp không chết mà gã Diệp mà chết, con thùng luồng chết mà thầy Nam không xuất hiện thì cái thất bệnh sát trận nó vẫn còn nguyên đó. Đúng rồi, như thế thì dân làng mới có gọi là có mang ơn với thầy Nam nhỉ, đúng không? Và họ lập lên cái miếu thầy Nam. Một câu chuyện nói chung là phiêu lưu đấu pháp cũng vô cùng là hấp dẫn để chúng ta đón xem đến tận bây giờ. Các bạn có công nhận như thế hay không? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Về video này, đừng quên like. Và xin hẹn gặp lại anh em ở những câu chuyện ma mới nhất của mình.